greatest, only for the bravest, no place for the safest, winning is the spirit. I've been training, been sweating, yet all my feeling is coming, like the thunder is striking, got all my enemies over now. I have a vision, I'm on a mission, I'm in position, a rising champion. Và xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của giải thi đấu quốc tế APL năm 2024. Chúng ta đang có mặt tại ngày thi đấu thứ tư, nơi mà các đội tuyển ở nhánh 01 họ sẽ chạm trán với nhau. Nhưng tương đối buồn rằng ở nhánh 01 này chúng ta có tới 5 đại diện của Việt Nam sẽ ra quân trong ngày hôm nay. Mặc dù nói rằng là tương đối buồn, nhưng ngày hôm nay sẽ là một ngày thi đấu vô cùng quan trọng của khu vực Việt Nam AOC. Và các bạn không thể bỏ lỡ ngày thi đấu hôm nay. Nếu như ngày thi đấu hôm qua tôi có thể chứng kiến được rằng là các bạn vẫn đang rất hào hứng với những đại diện hàng đầu của khu vực quốc tế như là Thái Lan APL, như là Talon hay là GCS với những Flashwood đã đánh rất hay, thì ngày hôm nay các bạn cũng không thể bỏ lỡ được một cuộc chạm trán của các đội tuyển đến từ khu vực AOC với nhau và của đội tuyển đến từ khu vực Thái Lan APL đang hơi xuống phong độ, đó là Bacon. Đối đầu với lại cả Cathay One Team đến từ bên phía bên kia. Trong trận đấu cuối ngày chúng ta cũng có một trận đấu khá dễ thở, nhưng cũng không thể bỏ lỡ. Bởi vì sao? Bởi vì ngay trận đấu giữa Kagura và OneStar sẽ là lễ bốc thăm. Và với những lễ bốc thăm như vậy thì chúng ta lại đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi mà bây giờ chúng ta còn chưa biết được rằng là những đội tuyển nào sẽ ở chung nhánh đấu. Rõ ràng là với những gì đã diễn ra ở trong mùa giải này, qua hai lần bốc thăm thì chúng ta thấy rằng là cái tính ngẫu nhiên và đâu đó là tính khó đoán đã được thể hiện một cách tương đối rõ ràng rồi. Ở trong nhánh 01 này với 5 đại diện thì nếu như ở kịch bản đẹp nhất mà tôi đã nghĩ ra thì chúng ta chỉ gặp nhau một cặp trận thôi. Việt Nam chúng ta chắc chắn rồi sẽ ít nhất có một cặp trận gặp nhau, và ba đội còn lại sẽ gặp các đại diện đến từ nước khác. Để qua đó chúng ta đỡ bị đẩy nhiều đại diện xuống nhánh 02. Nhưng ở trong ngày hôm nay, nếu như tí nữa chúng ta sẽ được nhìn lịch thi đấu, thì chúng ta sẽ có tới 2 cặp của Việt Nam gặp nhau, cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có 2 đội tuyển Việt Nam xuống nhánh 02. Cơ hội thì vẫn còn, nhưng mà rõ ràng chúng ta xuống nhánh 02 hơi sớm, và đó cũng là một sự lo lắng phần nào đó về số lượng đội tuyển đi tiếp ở trong mùa giải năm nay. Tức là nếu như mà nói là buồn thì đúng là cũng có buồn thật, khi chúng ta sẽ có khá nhiều đại diện của Việt Nam AOC ở nhánh 02. Nhưng cũng vui thì cũng có một chút vui, bởi vì là với việc mà chúng ta có nhiều đại diện của Việt Nam ở trong cùng một nhánh như vậy thì chắc chắn cũng sẽ có đội tuyển thắng thì cũng mới có đội tuyển thua, chứ cũng không phải là cứ có đội tuyển thua thì đội tuyển thắng còn lại. Thì cũng vẫn là một cái tin vui dành cho chúng ta, đó là sau ngày hôm nay thì khả năng cao là sẽ có 3 đại diện Việt Nam xuất hiện ở trong nhánh 1-1. Và với 3 đại diện đó thì chúng ta bây giờ đang dự đoán đó có thể sẽ là OneStar. Còn lại thì ở 2 cặp trận còn lại thì còn phải chờ đợi thi đấu. Còn OneStar thì với trận đấu gặp Kagura thì chúng ta có thể khá tự tin rằng trận đấu đó sẽ có một kết quả thuận lợi dành cho khu vực Việt Nam AOG. Trong khi đó thì nếu như mà bây giờ bốc thăm mà nó theo một cái kịch bản khác xấu hơn một chút thì chúng ta sẽ phải đụng độ với Bacon và Cathay One Team. Biết đâu đấy thậm chí không phải là 2 đại diện, 4 đại diện ở nhánh 02 thì sao, đúng không ạ? Thế trong khi đó thì chúng ta lại còn có một kịch bản tệ hơn nữa, đó là Sài Gòn Phantom lại còn đụng OneStar nữa thì nó còn tệ hơn nữa. Thế nên là nhìn về mặt tích cực thì lịch bốc thăm này là tương đối thuận lợi cho khu vực AOG. Đội tuyển ở sàn sàn nhau, top 3, top 4 gặp nhau. Đấy, những đội tuyển top đầu có thể coi được rằng là bốc được những đá thăm dễ hơn và có thể sẽ bảo toàn được tính mạng ở trong cái giai đoạn này, giai đoạn 01 này để đến với giai đoạn 1-1. Trong khi đó thì chúng ta cũng tạm thời chưa phải chạm trán những đại diện mạnh ở khu vực nước ngoài khi mà hiện tại chúng ta chưa nóng tay. Đây có thể coi là trận cũng là khởi động dành cho những đội tuyển như là OneStar hay là Sài Gòn Phantom. Bởi vì tôi tin rằng là những đội tuyển này thì bây giờ cũng đang tự cảm nhận rằng là mình đang có những cái vấn đề của riêng mình. Họ cần thời gian để quay trở lại, và thật may mắn cho họ đó là những đại diện khá yếu hoặc là những đại diện quốc nội để họ có thể nào mà đè vía được, và qua đó thì lấy lại tay cái đã, lấy lại tay rồi sau đó ở trong nhánh 1-1 thì lúc đó tôi hy vọng rằng không có những lá thăm Việt Nam bốc phải nhau nữa. Bởi vì trong nhánh 1-1 thì lúc đó chúng ta thực sự phải hy vọng rằng là các đại diện của Việt Nam phải chứng tỏ được mình. Ở trong cái thể thức năm nay thì đấu BO3 trong khoảng đâu đó là 4 ngày đã qua rồi, từ đến ngày hôm nay là 4. Thì chúng ta thấy được rằng là với thể thức BO3 này, tỷ số 2-0 đã xuất hiện khá nhiều.
Và có vẻ như đó cũng là một cái điểm mà đúng là các đại diện của Việt Nam ngày hôm nay sẽ cần phải rất để ý. Họ cần một trận khởi động tốt và họ cũng cần phải có lẽ làm quen với việc rằng là ván đầu tiên là ván phải có lợi thế rất là lớn về mặt tỷ số. Nhưng còn chúng ta thường thì chúng ta hay mất đi ván đầu tiên một cách nó rất là đáng tiếc. Có lẽ là Flash hay là One Star là những đội đáng tiếc bậc nhất ở trong những ván thua. Còn lại những đội tuyển khác thì phải nói rằng là khi thua ván đầu tiên thì tinh thần họ xuống khá nhanh. Và chúng ta có phần nào đó là đang không thở được với thể thức BO3 này. Một ngày khởi động, một ngày đánh gọi là nhẹ nhàng với One Star và SGP giúp họ quay trở lại. Nhưng đối với GG Live, Flash và TDT có lẽ sẽ là một ngày thi đấu cũng rất căng thẳng đấy. Anh Nam ạ, hôm trước thì tôi có xem qua lại cái live stream của anh Bâng thì anh ấy có nói là không hiểu sao thua. Tức là bởi vì là cái trận thua đầu tiên nó đến choáng váng quá, nó bất ngờ quá. Và ở trận thứ hai thì chúng ta cũng gặp phải một cái sự cố, đó là thực sự là Little Boy hôm đấy đúng là như lên đồng, cứ đánh ở cánh trên một cách quá khủng khiếp. Và Zero gần như là phải chịu trận ở trong trận đấu đó. Và thật sự là Bâng đúng là cũng không nghĩ là, bởi vì bình thường trên thì không thấy Blue mạnh đến như vậy. Thế nhưng mà hôm đó thì thứ nhất là ăn một cái đòn đầu tiên choáng váng luôn, 10 phút luôn. Thế ăn cái đòn thứ hai thì đúng là cũng kiểu như kiểu nó không đi theo tính toán của Lai Bâng và những người đồng đội của mình, và đúng là thua luôn. Bởi vì mới có hai trận thì Bâng cũng chưa cảm nhận được nhiều. Chưa lấy đâu ra mà lội ngược thế cờ gì cả. Thế nên là về cơ bản thì có lẽ đây cũng sẽ là một trận tập dượt tốt dành cho Bâng và những người đồng đội của mình. Nhưng nên nhớ TDT không phải là đối thủ dễ chơi khi ở một trận BO3 như thế này. Họ đã làm được những gì trước Talon thì Sáng Tông cũng nên coi chừng, xem xét đấy. Trong khi đó thì trận đấu đầu tiên của chúng ta truyền tải đến các bạn ngày hôm nay đó là trận đấu giữa CC Live và FPT Flash, là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là lúc này 50-50. Tôi cũng nghĩ là như vậy, bởi vì bề mặt thực tế thì hai đội tuyển này ở vị trí sát nhau trong giải đấu quốc đội. Flash top 4, còn GG Live thì là đội tuyển top 3. Nói ra thì như thế này, tôi thấy rằng là Flash với GG Live thì về thành tích thì là GG Live thắng ở trận quan trọng hơn. Còn Flash thì cũng thắng ở hai trận vòng bảng. Tuy nhiên thì còn phải nói thêm nữa, đó là ở trong cái ngày thi đấu đầu tiên vừa qua thì Flash đánh ấn tượng hơn một chút so với lại cả GG Live, có sự nổi bật hơn. Thế nên là về cơ bản thì mặc dù là Flash được xếp dưới so với lại cả GG Live, nhưng hai đội tuyển này thì 50-50. Tất nhiên là với khán giả thì có rất nhiều khán giả cổ vũ cho FPT Flash, nhưng phải nhìn vào thực tế để thấy rằng là GG Live vẫn có những cái kinh nghiệm nhất định so với FPT Flash. Và ở cái giai đoạn như thế này khi mà quốc nội gặp nhau thì sự kỵ dơ nó có thể đến. FPT Flash đã thua trước GG Live ở trong hai trận thi đấu liên tiếp, ở trong giai đoạn 2 và trong giai đoạn playoff. Thế nên phải nói rằng là FPT Flash vẫn có một chút nào đó là cũng bị kỵ dơ bởi GG Live. Thực ra playoff là chính xác là ngôi playoff của cái năm trước nữa. Năm trước nữa thì họ mới gặp nhau ở playoff vừa rồi thì là Flash gặp vào One Star. Nhưng đúng là cái trận giai đoạn 2 là một trận đấu mà là những trận quan trọng đấy. Là trận đấu mà nó rất quan trọng với FPT Flash thì họ thất bại. Và đây cũng là một trận đấu quan trọng bởi rõ ràng rồi, chẳng ai muốn nhánh xuống nhánh 0-2 sớm ở trong mùa giải năm nay. Và tính đến lúc này thì tức vẫn là BO3. Và đấu đầu tiên rất quan trọng, và đấu đầu tiên vừa là tinh thần vừa là chỗ dựa để có thể đến nhanh hơn ván thứ hai, rất quan trọng với cả FPT Flash lẫn cả GG Live. Rõ ràng ở trong một trận đấu như thế này, thật sự là với cảm xúc bình luận của cá nhân tôi thì tôi cảm thấy nó rất là khó để chúng ta gọi là đúng rồi thật sự thăng hoa với trận đấu này, bởi vì dẫu sao nó cũng là hai đại diện của Việt Nam mà một đội thì lại xuống nhanh 0-2. Lịch thi đấu thì tôi nói với các bạn rồi, lúc nãy chúng tôi cũng đã truyền tải đến với các bạn rồi, FPT Flash gặp GG Live trong trận đấu lúc 1 giờ 3 giờ sẽ là cuộc đụng độ quan trọng giữa One Team và Bacon. Trong khi đó thì trận đấu lúc 5 giờ chiều sẽ là cuộc đụng độ giữa Saigon Phantom và TDT. 1S sẽ gặp với Kagura ở trong trận đấu cuối ngày. Bây giờ là trận đấu mà chúng tôi sẽ truyền tải đến quý vị và các bạn, đó là trận đấu giữa FPT Flash đối đầu với GG Live. Bé Huy Hoàng, Poka, Ciara và Zutan. Và như vậy là có sự thay đổi. Bé Trọc không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của Xuân Bách ở trong vòng thi đấu đầu tiên. Và tạm thời thì bé Trọc sẽ phải nhường lại vị trí cho Poka sau trận thi đấu hơi thất vọng vừa qua. Nhưng chúng ta cũng đang nhìn thấy một cái miếng dán có lẽ là đang ốm đấy từ Huy Hoàng chẳng. Vẫn là Huy Hoàng chứ không phải là Dark Knight. Và cái tên bầm trước đó, đây là Xuân Bách. Một sự thay đổi, ở một vị trí mà tôi nghĩ rằng là cũng cần thiết đấy. Ở thời điểm hiện tại đối với FPT Flash, rõ ràng là giới chuyên môn hay thậm chí là các bạn khán giả đều đang có thể nhìn thấy rằng là ở trong trận đấu đầu tiên, bé Chọc vẫn còn tương đối non kinh nghiệm khi đối đầu với đội tuyển Ban Mây Gaming. Còn đây là đội hình gia quân đến từ bên phía của GG Live. Đó vẫn sẽ là Kuga tại đường xe giả, Gray đi rừng, Bridget đường giữa, Hoàng TD và Tama sẽ là cặp chơi ở vị trí đường rồng. Rõ ràng đây sẽ là lineup mà tôi tin rằng là kể cả có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa sẽ dùng 5 con người này thôi.
có bổ sung thêm nhân tố mới, nhưng mà tôi thấy anh chàng này lạ hoắc, lạ quá, thế nên là đâm ra khá khó để chúng ta tin rằng là GG Lai sẽ mạo hiểm với nhân tố mới này. Trong khi đó thì với bên phía của huấn luyện viên Oppa, anh ta có quyền tự tin với bộ line up này một phần khi đó là một trận đấu với FPT Flash. Bởi vì khác với lại cả cái thời điểm trước thì lúc này Blizzard đã có khoảng hơn một tháng luyện tập ở đường giữa rồi. Và tôi tin rằng là sự hoàn thiện nó cũng đã lớn hơn, không còn chỉ là một vài con bài bất ngờ mà Blizzard có thể mang ra được nữa. Trong khi đó thì với FPT Flash thì tôi cũng xin chấn an người hâm mộ của FPT Flash một chút với trường hợp của bé Trọng. Đó là trước đây thì bé Trọng cũng đã có một khoảng thời gian là được thi đấu chính thức, sau đó bị thay ra bởi Poka. Sau đó thậm chí bé Trọng còn phải đi mượn sang bên Heavy. Tức là anh ta có một khoảng thời gian nhìn lại. Sau đó thì anh ta về quay trở lại thi đấu thì tôi thấy anh ta ấn tượng hơn. Thật sự là cái lúc mà anh ta quay trở về thi đấu lại cho FPT Flash, đặc biệt là trận đấu đường rừng đó, thì tôi thấy anh ta ấn tượng hơn. Thế nên là đây có thể cũng là một khoảng thời gian nhìn lại cho bé Trọng trong khung bối cảnh là anh ta cũng cứ thi đấu mãi chưa chắc mình đã nhìn nhận được cái sai lầm của bản thân mình. Rõ ràng là khoảng thời gian này bé Trọng cần phải rất tập trung và nghiêm túc với bản thân để thực sự nhìn ra được, bởi vì Trọng cũng đã có nhiều lần nhìn lại như vậy rồi. Đây là hai key player ở trong trận đấu ngày hôm nay, Sierra và Hoàng TD. Công bằng mà nói thì hai xạ thủ này là hai xạ thủ cũng có nhiều những sự ấn tượng tại giải quốc nội, nhưng ở trong trận đấu đầu tiên tại APL năm nay thì cả Sierra và cả Hoàng TD gần như tàn hình. Người ta vẫn nói rằng là highlight với bão vi tiêu của Sierra hay một lần mà Sierra dùng bão vi tiêu trong trận đấu với Văn Minh Vinh là không thấy đâu cả. Còn Hoàng TD thì mắc tương đối nhiều lỗi về mặt vị trí. Và thực sự thì hai key player ngày hôm nay cũng sẽ là một sự lựa chọn tương đối thú vị của ban tổ chức. Vừa là hai người có phong độ tương đối thấp, vừa cũng là một sự cần thiết để hai cho key player này quay trở lại ở trong thời gian sắp tới. Và nên nhớ là vai trò của hai người chơi này thì lại cũng khá quan trọng ở trong đội hình của Sierra và Hoàng TD của bên phía GG Lai. Bởi vì Sierra thì theo như tôi được biết thì đó là côn team chính của FPT Flash. Trong khi đó thì Hoàng TD đó là nhân tố có được cho mình nhiều danh hiệu nhất. Chính xác hơn là nhân tố duy nhất có thể lên ngôi vô địch tại giải đấu quốc tế đến từ bên phía của GG Lai. Hai nhân tố này đều là hai nhân tố có thể đánh giá là đàn anh ở trong team. Và vì vậy nên họ phải thể hiện được mình. Nếu như họ không thể hiện được mình thì đồng nghĩa với việc là đội tuyển của họ sẽ bị mất phương hướng luôn. Bởi vì một người thì là côn team chính, một người thì lại là người bản lĩnh nhất đội. Thế nên phải thực sự là cần phải có được cho mình một cái sự quyết tâm cao độ đến từ hai người chơi đường rồng của hai đội tuyển, đó là Sierra và Hoàng TD. Sierra, Hoàng TD, một cặp đối đầu với những thông số phải nói rằng là đang rất thấp ở trong thời điểm hiện tại. Và thấy thua. Nãy giờ khán giả thắc mắc là tại sao không đề cập đến thông số. Vì đúng là chúng ta toàn thấy thua, toàn thấy 0%. Chúng tôi đã né rồi. Toàn thấy 0% thế này thì các bạn cứ bắt chúng tôi phải nói ra cơ. Đau lòng lắm thôi. Nhưng đó là mới chỉ là một trận thôi. Con số đó có thể tăng lên. Ngày hôm nay thì chắc chắn rồi. Sẽ có một bên tăng lên đẹp và sẽ có một bên vẫn sẽ thấp. Và đó sẽ thuộc về bên nào? Bên đẹp hơn sẽ thuộc về bên nào đây? Và đấu đầu tiên rất quan trọng. Có vẻ như là với giao diện xuất hiện hiện tại, có vẻ như là GG Lai sẽ là đội tuyển ước ở bên xanh ở trong ván đấu đầu tiên này. Chẳng với việc là tôi đã bình luận cả hai đội tuyển này ở trong ngày đấu đầu tiên, thì tôi thấy rằng là với bên phía của GG Lai, họ tự đưa mình vào một thế đánh tấn công. Không biết anh Tù có đồng ý không, nhưng mà tôi cảm thấy là bên xanh và thế tự đánh tấn công của G-Line đang chưa thực sự hoàn thiện. Tôi thấy là cái đợt mà họ đánh cái thế trận mà đúng là đánh cuối trận ấy, tôi thấy họ còn đánh hay hơn bây giờ. Tức là bây giờ là từ sau cái giai đoạn mà họ muốn là họ phải thay đổi bản thân mình, đó là giai đoạn vòng chung kết, thì đúng là họ có một vài những nét khởi sắc ở trong đoạn đầu trận thật, nhưng cái nét cuối trận nó lại mất đi. Và phải nói rằng là cái phương án thay đổi này của Oppa tôi hiểu được, bởi vì là đường ngắn thì nó hiệu quả, nhưng đường dài nếu như mà thi đấu được thì nó mới có thể thi đấu song phẳng được với các đội tuyển khác. Nhưng mà quan trọng là họ phải đảm bảo được cái yếu tố đó là vận hành tốt cái đã. Và cái điều này thì GG Lai chưa đến được. Trong khi đó thì nếu như mà được chọn bên thì tôi sẽ chọn bên đỏ cho GG Lai. Còn bên, đỏ. Bên phía của FPT Flash thì nếu như được chọn bên thì tôi cũng chọn bên đỏ cho FPT Flash, không phải bên xanh. Mặc dù bên xanh là sở trường cho FPT Flash, nhưng họ nên chọn bên đỏ bởi đó là đẩy cho GG Lai vào một cái thế không sở trường bằng. Và cái thứ hai nữa đó là FPT Flash cũng nên thay đổi bản thân mình đi. Họ cứ chọn xanh như thế thì các đội tuyển gặp họ ở quốc tế ấy, thích lắm. Thật sự là thích lắm. Rất thích thả diều ấy. Giống kiểu thả diều Flash, cứ cho một vài con tướng mạnh sau đó cao tới hết. Và đến khoảng ván 2 mà còn không thắng được nữa thì là thua luôn. Thì hoặc là bắt đầu hết tướng mạnh. Hoặc là đến được ván 3 thì là hết tướng mạnh. Đúng là như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cấm và chọn ở trong ván đấu đầu tiên.
Zilai bên xanh họ đang khởi động với những lượt cấm, đó là Stuart cùng với Aoi. Và trong khi đó thì với FPS Flash, Vanen bị cấm đi cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có sự xuất hiện đến từ Aya hoặc Rui hoặc là cả hai. Chúng ta có thể thấy được rằng là rõ ràng là khi sự đối đầu là quốc nội gặp quốc nội thì nó sẽ ngay lập tức là có những cái sự bất ngờ, sự hiểu nhau. Và cái bất ngờ đầu tiên này đó là Flash sẽ mời Zilai chọn một trong hai. Flash không muốn, tức là đây là lối chơi hơi phá đấy, phá bài. Flash không muốn là mọi thứ diễn ra một cách êm ả ở trong trận đấu này. Họ muốn gọi là bung xóa lên, họ muốn gọi là kiểu lộn xộn lên. Họ không muốn cấm đi Rui và Aya như thường lệ, mà họ thả cả hai ra. Và sau đó thì FPT Flash cũng không lấy Rui, họ lấy Timmy và Elandor sau khi mà CGI có Aya. Flash đang rất liều lĩnh và đó là quyết định của Xuân Bách. Một cặp tướng mà tôi nghĩ rằng FPT Flash có lẽ sẽ lại chuẩn bị hướng đến một trận đấu nhanh chẳng. Timmy Elandor. Trong trận đấu trước đó thì bên phía của Flash cũng dùng cặp này và cũng đã có một highlight của Huy Hoàng khi hạ gục được nền, nhưng đó là tất cả những gì Huy Hoàng làm được thôi. Trong khi đó Zilai, Arthur, Phoenix được lựa chọn. Arthur Aya sẽ là cặp phối hợp chủ lực ở trong bản đấu này và Phoenix đóng vai trò ôm đường tương đối dễ hiểu. Tôi đang muốn nói là câu hỏi của tôi đó là slot 3 có phải là Rui hay không? Đây. Bởi vì cơ hội có lẽ cũng chỉ đến từ slot 3 thôi và FPT Flash vẫn lấy Rui. Thực ra là tôi đang cảm thấy rằng Triệu Vân cũng đang là một chiếc tướng có thể hướng tới ở trong một trận đấu như thế này. Nhưng rõ ràng là việc Triệu Vân bị chỉnh sửa cũng sẽ ảnh hưởng đôi chút đến phần quyết định của các tuyển thủ. Lúc này thì không cần quá phải thiên về Triệu Vân trợ thủ nữa, bởi vì Triệu Vân bây giờ cầm ma nhãn không có quá mạnh. Thế nên là Triệu Vân đường trên kết hợp cùng với một con Rui gọi người cũng là một phương án khá hay. ZZ lại không nghĩ điều đó. Họ cấm đi Murat và Omen, họ thả Triệu Vân. Trong khi đó thì FPT Flash họ cũng cấm đi, đó là Yena và Ryoma. Họ cũng không lấy Triệu Vân, họ lấy Richter. Richter sẽ là một phương án tôi nghĩ rằng an toàn hơn. An toàn hơn, đánh rất toàn diện và cũng là một con tướng phối hợp với Rui rất mạnh trong tình huống cản ra. Nhưng bây giờ thì ai hạ gục Arthur? Cái vấn đề là có câu hỏi đấy. Tôi nghĩ rằng là nếu như để hạ gục Arthur thì phải đánh thực mạnh, thực sự mạnh. Ao tiền Arthur Skirt cơ này. Đó là Hayate đây. Đó là Hayate. Nhưng Hayate rõ ràng rồi, không phải là vị tướng thực sự dễ dàng để xuyên ngay qua con Arthur Aya này đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng Hayate là sự lựa chọn duy nhất của Flash lúc này rồi. Có lẽ là chúng ta nói đến Slim là quá khó. Thật sự Slim là quá khó. Hoặc là Floor, nhưng kể ra thì Zilai thế này thì nên cấm Hayate hơn là nên cấm vào cả Murat và Omen. Đây là, quan điểm của tôi thì là như vậy. Rõ ràng là Floor còn nguyên là một, và cái thứ hai nữa đó là thực sự thì một trận đấu mà đối phương cầm Rui mình cầm Floor cũng tốt mà. Và cái thứ hai nữa là bên phía của FPT Flash thì đang rất cần một con 2AT. Thì tôi nghĩ rằng là Murat với lại cả Omen có lẽ nó không bằng được so với lại cả 2AT đâu. Có lẽ cấm đi 2AT nó sẽ là thiết thực hơn. Sau đó là Omen nữa chẳng hạn. Chứ còn thực sự là cũng không cần thiết là phải quá là thiên về Murat ở trong trận thi đấu này, khi mà họ cũng đã bớt đi một người rồi ở trên bản đồ, đó là Aya. Thì cũng không e ngại quá, đội hình của họ cũng không hề dễ dàng bị cấu đi máu. Nhưng Zizia đã quyết định rồi và chúng ta cũng đã thu lại được bảng tướng cho các huấn luyện viên mang ra. Lúc này thì phòng chiến thuật chỉ còn 5 tuyển thủ của hai đội tuyển cùng với những trọng tài mà thôi. Một trận chiến quan trọng của khu vực AOG khi mà đại diện hạt giống số 3 đối đầu với đại diện hạt giống số 4. Zilai và FPT Flash gặp nhau trong một cặp đấu duyên nợ. Và trận đấu này sẽ quyết định đội tuyển có nhiều cơ hội hơn để bước qua vòng playoff. Tôi cũng tin rằng là nếu như có cơ hội thì cũng chỉ có cơ hội cho một trong hai đại diện này thôi. Chứ thật sự rất khó để cả hai đại diện này đều bước qua được giai đoạn vòng suited. Rõ ràng với việc chỉ lấy 8 đội trên tổng số 16 đội, mà trong khi đó thì ngày hôm nay một trong hai đội tuyển sẽ bị đẩy xuống nhánh 0-2. Nên đúng là đội tuyển nào thắng thì có cơ hội đi tiếp và đi sâu cao hơn so với đội tuyển thua. Và tôi vẫn giữ quan điểm của mình, và đấu đầu tiên là ván đấu cực quan trọng trong một trận đấu BO3 với những kết quả đã diễn ra từ đầu đến giờ. Tôi nhớ không nhầm, từ đầu ngày thi đấu đến giờ chúng ta mới chỉ có đâu đó khoảng 2 trận 2-1 thì phải, và nó thực sự là một con số phản ánh rằng là đội tuyển nào đang có những ván thắng đầu tiên rất dễ và cũng rất gần để đến được với ván đấu thứ hai. Đội hình của cái bên ở trong ván đấu này là một sự khó đoán khi thả cả Aya và Rui. Rất hiếm khi chúng ta thấy điều đó ở trong các trận đấu đã qua. Và để xem là khi sự khó đoán được đẩy lên cao như thế này, bên nào sẽ là bên được chấp thời cơ tốt hơn. Tôi nghĩ rằng FPT Flash vẫn sẽ có khả năng chủ động hơn một chút ở trong trận đầu game. Bạn Hoàng Huỳnh Như, nãy tôi có đọc được cái comment đó là anh Tùng bi quan thế. Tôi xin lỗi các bạn khán giả luôn, là lúc này mục tiêu của
cá nhân tôi rồi nha, mục tiêu của tôi đó là có thể nhìn thấy được hai đại diện của Việt Nam vào đến vòng Sweet Tết. Đấy là mục tiêu của tôi đến thời điểm này, chứ không còn là ba hay là bốn đại diện nữa rồi. Mọi thứ nó bi quan đi nhiều rồi. Mọi thứ là rất mà khó. Mà theo như cách nói của các tuyển thủ đó là các bạn hãy cứ bi quan lên. Chứ bây giờ không lạc quan lên nổi nữa rồi. Khi mà chúng ta đến năm đại diện đã xuất hiện ở nhánh 01 thì thực sự là có được hai đại diện vào đi tiếp được đã là mừng rồi. Một cái bắt tay và một nụ cười được trao đến từ Oppa và Xuân Bách. Ở trên vai trò tuyển thủ, hai người này cũng đã từng đối đầu với nhau và Oppa cũng đã từng thắng Xuân Bách ở trong một trận đấu quan trọng vòng loại SEA Games. Còn bây giờ họ đang đối đầu với nhau ở trên vai trò là huấn luyện viên, cũng sẽ gặp nhau ở trong một trận đấu quan trọng. Ván đấu đầu tiên để mở màn cho câu chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa các bạn sẽ cùng điểm lại những vị tướng sẽ xuất hiện trong game đấu đầu tiên. GG Live có Aya Arthur, còn FPT Flash họ sẽ có sự xuất hiện đến từ Rui và sự quay trở lại của Boca. Trong khi đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là Huy Hoàng có vẻ như tướng tủ của là Elandor. Tôi cảm thấy rằng là tướng tủ của Huy Hoàng có vẻ như là Elandor, và ở trong trận thi đấu ngày hôm trước thì trận kia ra là mờ nhạt hơn khá nhiều so với những gì mà Elandor và Huy Hoàng đã làm được. Ngày hôm nay thì GG Live đang phải đối mặt với một đội hình FPT Flash hơi mới một chút với sự xuất hiện của Huy Hoàng. Và chúng ta sẽ cùng xem đội tuyển nào sẽ thể hiện tốt hơn ở trong ngày hôm nay. Một cái băng đeo chán để chống sốt cũng đang có ở trên người của Huy Hoàng. Không biết là anh ta có quen với thời tiết của Thái Lan chưa? Băng sang để cướp rừng đến từ Yutan, Be cùng với Huy Hoàng và Boca. Dọn lính là rất nhanh rồi, Boca có cấp độ 2. Và như vậy là con bùa xanh đầu tiên sẽ thuộc về FPT Flash. Một quyết định tha minh dọn lính và vào cướp bùa rất nhanh đến từ bên phía của đội đỏ. Nhưng mà phải công nhận rằng là Flash đúng là đây là sở trường của Flash này. Đấy là Set up đầu trận. Ông vua set up đầu trận. Thậm chí set up đầu trận đôi khi còn hay hơn cả Sài Gòn Phantom hay là One Star. Oánh đè cả Sài Gòn Phantom và One Star đầu trận cơ mà. Nhưng cái quan trọng đó là trận đấu này GG Live đã có được một cái thế quen thuộc của mình. Đó là một thế tướng hơi thiên về cuối trận. Tôi nghĩ rằng con Aya khi xuất hiện nó đều sẽ hơi thiên một chút trong từ giữa đến cuối trận. Đúng vậy. Nhưng với việc có Elandor, Timmy đi như thế này thì với Boca tôi nghĩ rằng là có chiêu gọi người cũng có thể đóng góp cho vai trò đánh đầu game đến từ FPT Flash. Họ đã set up thành công trong việc cướp con bùa xanh, và bây giờ thì đó vẫn đang được hack tiền của Timmy. Đúng là chủ lực Huy Hoàng và đang liên tiếp đi cùng Timmy có trong đó đường trên. Be có vẻ đang nhỉnh hơn một chút trong kèo trao đổi kỹ năng cá nhân với Kuga. Tin vui dành cho FPT Flash, và khi Boca quay trở lại thì có vẻ như là cái lối vận hành của Zutan và Boca nó đang khớp nhau hơn một chút. Thường thường thì tôi thấy là ở trong giai đoạn vừa qua thì nó là như vậy. Khi mà Boca đánh cùng với lại cả vị trí của Zutan thì nó mang lại một cái độ khớp cao hơn. Bé Trọng cái lần quay trở lại của anh ta là ở đường rừng. Thế nên là chúng ta không cảm nhận được nhiều sự khác biệt. Nhưng lần này khi mà Bé Trọng quay trở lại thêm một lần nữa, chúng ta có thể nhìn thấy ngay là Zutan đi với Boca thì có vẻ như là nó cũng đang gọi là ăn ý hơn và mạch lạc hơn một chút. Nhưng chúng ta phải chờ đợi xem là liệu cái sự mạch lạc đấy được duy trì đến thời điểm mà sẽ có một thời điểm giữa game ấy là nó buộc phải đánh rất mạnh để có thể thực sự khiến cho con Arthur và Aya gặp khó. Mất con bùa sẽ ra ăn rồi và tiếp tục là cướp bùa đến từ FPT Flash. Họ sẽ không cho Gray nhìn vào con bùa xanh bất kỳ một lần nào ở vòng rừng phía trên này. Và các học trò của huấn luyện viên Oppa GG Live lúc này vẫn đang rất hiểu rằng là mình sẽ mất những gì. Họ chẳng quan tâm gì đến con bùa xanh nữa luôn. Trời. Họ sẽ quan tâm đến đường dưới của Sierra. Hạ gục đấy không, chưa đủ đam rồi. Khá đáng tiếc trong ván đấu vừa rồi khi mà Tama và những người đồng đội của mình chưa thể đưa Sierra lên bảng điểm số. Thiếu đi một chút sát thương ở trong tình huống vừa rồi. Khi mà Hoàng trên đây chưa kịp tạo ra một chút sát thương nào vào người của Sierra. Đó chỉ là Krik Nắc cùng với Arthur Aya mà thôi. Còn đây là cú băng ra đến từ bên phía của FPT Flash. Họ gọi người nhưng cú gọi người này ông vẫn có thể qua được bờ tường. Thật ra cú gọi người này vẫn không hay. Không đó phải đẹp. Là một cú gọi người tấn sâu công tổng lực luôn. Vì nếu như đó là một cú gọi người tấn công thì có thể Gray đã gặp nguy hiểm. Nhưng sau đó thì Hoàng TD không có đường lùi cho Hoàng TD. Đây là cái thần môn của Boca cơ. Thế nên là gần như là Hoàng TD lúc đó thì chỉ có là gọi là chờ đợi số phận thôi. Và Hoàng TD nằm xuống cũng là điểm chiến có đầu dành cho FPT Flash. Đúng là 3 phút đầu tiên mọi thứ đã được vận hành tương đối mượt mà. Quả như sắc kìa. Họ cướp bùa thành công, cướp được 3 con bùa tổng cộng, ăn được điểm chiến có đầu của Hoàng TD và Sierra. Thì vẫn đang tự lo cho bản thân mình tương đối ổn ở thời điểm này. Giai đoạn đầu trận đấu như thường lệ thì FPT Flash đánh như sách giáo khoa. Nhưng mà fan của FPT Flash thì họ đợi xem giữa trận thì nó như nào thôi. Còn với GG Live thì tôi nghĩ rằng thế trận này là thế trận chấp nhận được của GG Live. Hơi thua thiệt, có lẽ là hơi nặng hơn một xíu so với lại cả những gì mà họ kỳ vọng. Nhưng mà họ có thể hy vọng được bởi vì là đội tuyển của họ vẫn có một cái bể tướng lên game tôi nghĩ rằng là mạnh. Khá ổn. Thật ra là gọi là quá mạnh thì không phải nhá, nhưng mà khá ổn.
Arthur trong trận đấu này vẫn có thể tương đối bất tử trong giai đoạn về sau, kể cả đối phương có hai AT. Nhưng điều quan trọng đó là thua thiệt này không được kéo giãn quá. Bởi vì CG Live vẫn nổi tiếng giỏi ở cái chỗ đó là họ không để cho cái thua thiệt nó bị kéo giãn quá nhiều. Rõ ràng là nếu như bây giờ giãn cách khoảng 3.000 ở thời điểm có con bùa cấp 2 thì nó sẽ là nặng đấy, rất nguy hiểm đấy. Rõ ràng với thế đánh như vậy thì gần như Arthur Aya chỉ biết đợi lính vào mà thôi. Duy trì 2.000 tiền này. Duy trì được 2.000 tiền sẽ là một trong những nhiệm vụ cần thiết đến từ CG Live. Có lẽ đội tuyển duy trì tiền giỏi nhất ở trong thế thua mà tôi ấn tượng đó là One Star tại mục nội. Nhưng bây giờ Zilai đang phải đóng vai trò là người như vậy. Nhưng họ vắng giả Kuga 1 cân 3 rất khó trong tình huống này. Nhưng sẽ mất đi cả mạng, mất đi cả người. Tôi nghĩ là cái 2.000 tiền đấy tôi xin quay lại câu chuyện là khó lắm. Ừ. Có Timmy nữa cơ, Elandor Timmy. Thực sự sẽ khủng khiếp ở trong đoạn giữa trận. Trận đấu này Zilai có thể chống nổi đến giai đoạn cuối trận hay không thực sự là rất khó. Kuga vừa phải bỏ mạng và ngay lập tức là cái trụ đã được mở ra. Tama thì khỏe hơn nhiều. Nhưng tiếp tục là một thế đánh rất tự tin của Huy Hoàng. Quay trở về nhà và quay trở lại và anh ta tiếp tục có thể quay trở về nhà nếu như anh ta muốn. Trong khi đó thì ở đường dưới vẫn chưa thể lấy được trụ đến từ vị trí của Gray. Đang hơi bế tắc trong việc đẩy trụ ở phần đối diện đến từ GG Live. Họ không đủ sức, họ không đủ sức để có thể kiểm soát giữa sông và đủ nhanh để có thể bào đi bất kỳ cái trụ nào ở đường dưới cả. Trong đó thì con Arthur Aya bây giờ đang hơi yếu. Đang hơi yếu, bị bắn quá sát. Tama, Tama nằm xuống rồi, Gray đề nhưng không vờ được vào Huy Hoàng. Thậm chí là Yutan quay trở lại với một nhịp giảm tân lực, nó khiến cho Hoàng Tiên đã mất đi nửa cây. Mọi thứ vẫn đang là tốt với bên phía Quentin Black ở thời điểm này rồi. Và với Huy Hoàng thì đến thời điểm hiện tại thì những gì mà anh ta đang thể hiện vẫn đang là One Cham Elandor. One Cham. Trận đấu với Kira không hề hay nhưng hai trận Elandor đều đang rất nổi và rất sáng. Băng sơn được bật lên đến từ Bè, băng sơn cũng được bật lên đến từ ví dụ Kuga nhưng Kuga không đỡ nổi. Kuga không thể tanh nổi trong khi Bè thì có. Áp lực quá lớn, đánh cứ như là sóng đập vào đến từ bên phía FPT Plat, hết cơn này đến cơn khác. Và Zilai đang phải chống đỡ, đang phải căng mình ra chống đỡ. Họ vẫn đang giữ được cái trụ đường giữa nhưng tất cả tài nguyên đang thuộc về FPT Plat. Đây mới chỉ là con bùa cấp 1 thôi. Nhưng mà hai bùa. Nhưng mà cũng đang kỹ lắm này. Cũng đang kỹ lắm này, sắp đi tiền rồi. FPT Plat đang hơi hủy diệt Zilai trong trận đấu đầu tiên này. Đây là một trận đấu mà FPT Plat vẫn đang làm chưa có điểm chết nào, có lẽ là như vậy. Họ chưa để bộc lộ một điểm chết nào trong lối vận hành của mình ở trong trận đấu này. Nhưng họ có duy trì được hay không? Huy Hoàng về được. Có một chút, có lẽ là có một chút sự thiếu đam đến từ Gray. Thiếu hai lần thiếu đam, một lần vào Sierra và một lần vào Huy Hoàng. Nếu như đó là điểm mà cũng mà ăn được mạng của Huy Hoàng, mọi thứ sẽ được giãn ra. Tôi nghĩ rằng mọi thứ được giãn ra một chút khi mà Huy Hoàng sẽ có mạng sắt đào. Đúng vậy. Và nên nhớ là Huy Hoàng cầm tinh linh. Huy Hoàng không có chuyển sinh. Hơn nữa thì với một con tướng mà đang là chủ lực tấn công như Huy Hoàng bị nằm xuống khoảng đâu đó 20 giây. Nó rõ ràng sẽ là thời điểm cho Zilai quay trở lại được một chút. Nhưng bây giờ thì vẫn đang khó. Tức là nếu như mà hai AT có nằm lại lúc này thì có lẽ chưa quá nguy hiểm. Nhưng chưa nếu như Huy Hoàng nằm lại thì sẽ không có ai tấn công. Và Huy Hoàng đang solo kill cùng với không hai đánh ai. Ở đường dưới có vẻ như Gray sắp lâm nguy rồi. Gray còn một chấm nhập máu lùi về. Về được nhưng Huy Hoàng có thể chờ đợi cho một cú gọi người của Poka. Còn Gray thì phải đi bộ về. Và vì vậy nên bên phía của Zilai vẫn đang bị ép. Đã có cú gọi đến từ Poka và Huy Hoàng. Anh ta mất đi phạm trận dân kỳ ở trong tình huống như thế này nhưng anh ta chưa phải nằm lại. Trong khi đó thì FPT Plat vẫn hoàn toàn có thể đưa anh ta quay trở lại thêm một lần nữa. Huy Hoàng đang là chủ lực bắt buộc phải giữ đến từ FPT Plat. Đang phải cực kỳ giữ đi cái tính mạng đến từ Huy Hoàng. Vừa qua là một tình huống phối hợp hơi công kênh đến từ bên phía FPT Plat. Tama cũng rất nhanh chóng bắt được điểm đó để bổ một chiêu cuối vào người của Huy Hoàng. Nhưng đến lúc này Atoya vẫn đang hơi yếu. Vẫn đang hơi yếu, ép vào trụ đường giữa đến từ ba người của FPT Plat. Bắn trụ khá nhanh và cái trụ đường giữa đã mất đi rồi. Chưa ngăn được. Thậm chí muốn chơi luôn hay không đây? Chưa. Bé chưa muốn băng vào trong tình huống này. Chưa ngăn được tốc độ tiến của Elandor. Elandor vẫn đang tiến rất nhanh. Elandor vẫn đang đi rất nhanh. Sierra cảm nhận được mùi nguy hiểm. Và anh ta không gặp phải nguy hiểm trong tình huống thiếu này. Ăn Cesar là quá nhanh đến từ Elandor. Phút thi đấu thứ 8-15 đã có Cesar bóng tối rồi. Qua đó thì FPT Plat vẫn tiếp tục có thế công và nên nhớ là đội hình của họ về cuối game không phải là nó là yếu đâu. Nên nhớ họ vẫn có hai AT và Rui thòng về cuối game cùng với Richter. Và lúc này thì khoảng cách chênh lệch mặt lượng tiền đến từ FPT Plat đã là con số 7.000 tiền rồi. 7.000 tiền vào lúc này đến từ FPT Plat. Chúng ta nói đến 3.000 đúng không? 3.000 nhưng bây giờ là 7 và 3.000. Sắp có thể sẽ là 8. 8 cũng chính là con số mà các bạn nhận được ưu đãi đến từ vòng quay của APL. 80% nếu như các bạn tham gia vòng quay tại sự kiện APL lần này, các bạn sẽ có thể nhận được những trang phục đó là Bright, Rioma cùng với Zata
diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Trong lúc anh Nam đang nói thì đúng là đang chuẩn bị bước đến con số 8 rồi. Lượng tiền đã chuẩn bị giãn cách đến con số 8.000 tiền rồi. Nếu như chỉ hơi thua thì đội hình của CGI đánh được là cái chắc chắn. Nhưng nếu là 8.000 tiền thì nguy hiểm quá, Gray đang bị nguy hiểm, Gray phải lùi về. Và nên nhớ chỉ khoảng 3 phút nữa thôi thì Gray cũng sẽ mất đi những cái chuyển sinh của mình. Và anh ta cần phải tiêu tốn một cái chuyển sinh hợp lý ở thời điểm này. Liệu có cách nào cho Gray hay không đây? Tôi nghĩ rằng là tranh chấp một mục tiêu bùa cấp 2 hoặc là đổi mạng. Băng ra đến từ vị trí của Tama với chiêu cuối khá đảo, Huy Hoàng mất hơn nửa cây. Huy Hoàng đã đợi một cái thần môn đến từ Boca. Lính đã hết ở đường giữa. Lính đã chết ở phía ba và Gray bắt được Huy Hoàng rồi. Cái cú phối hợp giữa Elando và thần môn cuối cùng có được thay khai thác. Khi mà rõ ra cái góc đứng như vừa rồi, nó quá mời gọi Gray trong cú băng vào và Gray không mất đi chuyển sinh nhưng vẫn có mạng của Huy Hoàng. Cái tội liều mạng, cái tội liều mạng khi mà FPT Flash sử dụng Elando và thần môn tôi thấy là tương đối rườm rà. Đây không phải là lần đầu tiên. Và phải trả giá, đây bây giờ mới là lần đầu tiên phải trả giá ngay lập tức. Lượng tiền chỉ còn là 5.000. Huy Hoàng nằm lại. Gray và những người đồng đội của mình có được những mục tiêu nhỏ nhỏ và ngay lập tức lượng tiền chỉ còn là 5.000. Trong khi đó thì tiếp tục 1.000 đồng lại và đó là về. FPT Flash bắt đầu đến với cái giai đoạn giữa quen. Xong lại còn Rui giữa game cứ phải phối hợp lỗi với lại cái thần môn thần vực. B lại không về được với thần môn. Quen thế nhở, Huy Hoàng thì cũng không về được. Và bây giờ Zilai bằng hai pha chớp cơ hội. Tiền chỉ còn khoảng 4.000. Thế đánh quay trở lại rất mạnh mẽ dành cho Zilai. Nhìn thì cứ tưởng One Star đánh ngờ, nhưng mà lột mặt nạ ra thì đúng là FPT Flash đây rồi. Giai đoạn giữa game rất loằng ngoằng. Từ một lợi thế tưởng chừng như không thể san lấp, bây giờ nó đã ở một con số an toàn hơn một chút cho bên phía CZLive rồi. Sierra solo với Gray. Sierra solo với Gray, nhưng nên nhớ là Gray có chuyển sinh. Sierra đã liều mạng rồi. Pha này Sierra tôi đánh giá hơi sai. Có lẽ là hơi sai, đúng là Gray vẫn có chuyển sinh cơ mà. Thì cũng cướp được bùa xanh đến từ Huy Hoàng, nhưng Tama rất gấu, Huy Hoàng lại muốn biến về với tân môn. Nhưng làm sao dám ra với cái cú để bướm của mình đây. Không được, có vẻ như Tama đã đủ khỏe, tôi cảm thấy bắt đầu Tama đủ lực rồi. Anh ta đủ càn lên mà không sợ con Elano này bắn nữa. Còn thần môn của bên phía FPT Flash thì vẫn là nỗi ác mộng cho chính đội tuyển của họ. Khi mà nhẽ ra nó có thể đơn giản hơn khá nhiều, nhưng nó đang hơi cầu kỳ. Ngay lập tức Gray đã tìm thấy được những điểm chết đó, nơi mà những cú thần môn được gọi ra một góc tương đối hớ hênh. Và nó cũng không đủ một phạm vi an toàn cho những người biến về. Thì Gray ngay lập tức tìm thấy được những cơ hội đó và giải quyết nó. Lúc này lượng tiền chênh lệch chỉ có là 2.500 nữa thôi. Càng. Mọi thứ về gần cân rồi. Gần cân. Tầm này thì Athuaya không sợ điều gì hết. Lao ra đội chiếm sai đến từ G-Line là rất tốt. Kuga cũng bắt đầu khỏe lên. Đây là thời điểm mà có lẽ Gray sẽ cần phải tăng thật mạnh lượng tiền của mình để đóng vai trò là người kết liễu khi mà Tama băng vào. Còn sẽ ra bóng tối xuất hiện. FPT là người đang có vẻ như muốn ăn điều đó, muốn ăn mục tiêu này. Tama đang tiến giả. Sẽ là 2-5. Tama đủ khỏe khi có cả suy nhược trên người của Bridget, nhưng quyết định của Zilai là bỏ mục tiêu này. Họ sẽ nhường con Seja cuối cùng, con Seja bóng tối cuối cùng dành cho FPT Flash. Mặc dù vậy thì Zilai vẫn đang phải hơi lo bởi vì họ vẫn đang ở trong một thế hơi thủ. Và đội hình của FPT Flash không phải là quá yếu cho đoạn cuối trận. Họ vẫn có những hai AT, Richter và Rui. Nhưng phải nói rằng là trong khoảng 2 phút mà lấy ngược lại được khoảng 5.000 tiền chênh lệch, và nó là quá tuyệt vời rồi. Làm kinh tế tốt. Và đây là pha băng vào đến từ vị trí của Arthur và bắt đầu khỏe đến từ Arthur rồi. Băng nguyên một nhịp vào Arthur, đầy cây máu nó lùi ra. Và FPT Flash thì có thân môn thân vực, nhưng đúng là cú băng vào của Tama bây giờ đang rất lực, rất dũng mãnh. Chỉ cần bổ vào Huy Hoàng thôi, không cần biết chọn mục tiêu nào. Và nó khiến cho Huy Hoàng kể cả con chim tròi cũng phải gặp khó. Bây giờ là đang lớn lấy trụ đến từ FPT Flash khi họ có một con xe ra tiên phong ở đây. Nhưng thật sự quá khó, Huy Hoàng đẩy bóng hơi hớ và anh ta bị dính một chiêu cuối đến từ Tama. Chưa sao. Mất đi rất nhiều máu, nhưng vẫn còn một lượng máu đủ để tôi nghĩ rằng một cú thần môn là đủ để anh ta quay trở lại ngay. Elando cứ còn Rui thì vẫn cứ là ok ở trong một tình huống xử lý. Và anh ta vẫn đang đầy máu thôi, tuy nhiên thì cũng đã phải lên huân chương tròi đến từ vị trí của Huy Hoàng rồi. Lúc này thì Huy Hoàng cũng đã yếu đi khá nhiều so với lại khoảng 2 phút trước rồi. 2 phút trước thì Elando đúng là làm mưa làm gió, tiền gần gấp đôi đối phương cơ mà. Trong khi đó thì bây giờ tiền đã lỗi. Khác rồi, Huy Hoàng tiền đã khác rồi. Huy Hoàng cũng hơi lỗi trong tình huống giữ dòng này. Nếu như cuối game Huy Hoàng yếu thì các bạn có thể nghĩ đến một con tướng khác cuối game đánh rất mạnh, đó chính là Ngộ Không. Một vị tướng mà chúng tôi đang mở bán trang phục Ngộ Không Tề Thiên Võ Thánh skin SS Premium, được mở bán từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Và đặc biệt đây là skin hữu hạn,
Và hơn nữa thì các bạn mua trong thời điểm này sẽ nhận được giá ưu đãi, đó là 799 quân huy. 799 quân huy, tuy nhiên thì Huy Hoàng không có ngộ không, anh ta chỉ có một Elandor cho đoạn cuối game này thôi. Một Elandor hơi yếu đuối khi phải lên thêm cho mình một huân chương tròi, sát thương sẽ không phải là quá nhiều. Tuy nhiên thì họ vẫn có nguồn sát thương khác, đó là 2 AT. Chúng ta cùng xem Flash ép đường như thế nào trong pha thi đấu này. Họ đã ép được một cái trụ nữa, và đó là cái trụ ở khu vực đường giữa. Toàn bộ dàn trụ đường ngoài đến từ bên CGI đã bị phá hủy. Nhưng trụ siêu cấp thì họ còn nguyên. Và CGI lúc này đã tự tin hơn rất nhiều rồi. Khi mà lượng tiền chênh lệch nó nằm ở trong tầm 3.000 tiền thì tôi nghĩ nó không phải là vấn đề ở phút thi đấu thứ 15. Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ rằng là nó sẽ là cái thời điểm hiện tại là thời điểm mà ở phút cận con xe ra này thì Zilai vẫn phải tiến ra. Không thể để quá thủ được nữa. Bởi nếu như lết hẳn mà để hay AT có thật nhiều đồ mà đổi sang được kiểu diệt tấn cung thì đó lại là khoảng thời điểm hơi khó đánh đến từ cặp Arthur Aya. Đến bây giờ Zilai cũng phải chuẩn bị rồi, cũng phải túc tắc dần trong việc tiến ra thôi, không thể thủ mãi được. Tôi đánh giá thì lúc này vẫn đang là 55-45 cho FPT Flash. 55-45 cho FPT Flash khi mà họ vẫn đang hơn thế trận, họ vẫn đang kiểm soát được cái hang Caesar, và cái con Caesar định mệnh nó vẫn nằm ở cánh trên. Cái cánh trên nó vẫn là một cái cánh không thuận dành cho ZZLine, bởi vì cánh trên đép khó hơn cánh dưới. ZZLine không thích điều đó, nhưng họ sẽ phải chấp nhận. Và bây giờ thì Tama đang đứng ở đây. Thời điểm Caesar bọ chúa xuất hiện rồi, Sierra bắt đầu chơi trò đầy lẻ. Tầm này rõ ràng là một mình Kuga không thể hoàn thành nhiệm vụ để có thể phòng ngự cùng với Sierra, sẽ cần phải có một vài đường di chuyển khôn khéo. Nhưng đến lúc này với thế lính ở tầm cao chưa đến sát thềm trụ, tôi nghĩ rằng vẫn là ok để cho Kuga cùng với đồng đội để có thể san sẻ trong nhiệm vụ đép lính. Còn ở phần này thì Tama đủ cứng cáp để có thể một mình anh ta cùng với Bridget nhìn thấy bốn người FPT cú gọi người. Nó hơi có một chút nào đó là khó hiểu chăng đến từ FPT. Tôi đồng ý với anh Nam ở cái từ khó hiểu. Tôi đồng ý cái từ khó hiểu vừa rồi. Anh ta ấn nhầm chiều à? Tôi không thấy một cái, tôi không thấy một cái cơ sở nào cho tình huống sử dụng cái chiêu cuối vừa rồi. Đam không gây, người không gọi. Ăn xe ra thì chắc chắn là không thể. Nó là ấn nhầm chăng? Nhưng mà thôi, tuy nhiên thì nó cũng không có một cái diễn biến gì xảy ra cả. Đơn giản là ZZLine sau cú gọi người đó sẽ có thêm khoảng 40 giây. 40 giây để tiếp tục có thể nghĩ đến việc là an toàn. Đúng là đến lúc này khi mà cả hai bên đang rơi một cái thế cuối game thì sự hiểu nhau đang được đẩy lên rất cao. Hai bên đều rất cẩn thận. Hai bên đều rất cẩn thận. Sierra đẩy lẻ nhưng cũng không thực sự muốn dí vào người của Kuga ở thời điểm này. Trong khi đó thì ở đường trên Tama cũng không thực sự liều lĩnh để có thể bổ vào Huy Hoàng nữa rồi. Mọi thứ đang rất khó đoán. Tiền lúc này không còn quá quan trọng nữa, nhưng FPT muốn xoay sang một phương án khác. Nhưng Boka bị phát hiện rồi. Hoàng tên đây có nội tại và nhìn thấy Boka. Ý đồ của FPT là xoay trở về khu vực hàng xe ra khi họ có ba người tại đây đang ăn, nhưng chuyển sang đánh vào người của Tama rồi. Tama đủ trợ bổ một chiêu cuối. Huy Hoàng rất đau. Huy Hoàng quá đau nhưng sẽ có một cú gọi người. Người từ FPT Flash họ muốn hướng dưới, nhưng hết lính rồi, hết lính rồi. Kuga còn sống tại đây. Còn ở phần xe ra bão chúa thì bên phía Zilai đang ăn luôn. Tama ăn là rất nhanh. FPT muốn lấy đi cái mạng của Gray. Gray bán đồ, còn băng xương, sau băng xương vẫn còn sống, thậm chí là Gray quay trở lại lấy được băng xương trên người của một người bên phía FPT, đó là Boka. Boka nằm rồi. Flash tự lừa chính mình. Họ tự lừa chính mình. Họ kéo tất cả người từ hàng xe ra xuống cánh đồng. Rồi họ mất con xe ra, họ mất người. Và thế là hết chăng? Và thế là hết chăng? Cú đấm đến từ video Kuga. Zutan gặp nạn. Zutan phải nằm lại. Có lẽ là hết rồi chăng? Thời gian vẫn còn khi mà lính chưa áp sát. Nhưng FPT Flash vừa tự lừa chính mình. Rõ ràng là Rui. Có vẻ như Rui vẫn đang là một từ khóa. Nó không xuất hiện trong từ điển của FPT Flash. Nó là một từ mà FPT vẫn đang đi tìm. Vẫn đang đi tìm hiểu ý nghĩa của nó. Vẫn đang đi tìm hiểu công dụng của nó. Thực sự công kênh từ giữa game cho đến cuối game. Và chỉ chờ có thế. Xin thưa lại, họ quay trở lại. Họ đang đứng trước cơ hội để có thể chấm dứt đi ván đấu đầu tiên này và nâng tỷ số lên 1-0 dành cho bên phía của ZZLine. Họ định dắt người nhưng người bị dắt lại là chính họ đến từ FPT Flash, và bây giờ là hai trụ vẫn là hơn người. Boka đặt ra chiêu cuối, bé lùi về và quay trở lại chăng? Họ muốn quay trở lại trong tình huống thiếu này không? Họ đi bộ ra thôi, họ không dám quay trở lại với thần vực. Băng đầu từ Tama, quá nhiều sát thương được tạo ra đến từ Tama, nhưng tuyến sau chưa áp sát được trụ. Đánh trụ được chưa? Đánh trụ và đó là 1-0 cho ZZLine. Đây rồi, một ZZLine lì lợm, một ZZLine chớp thời cơ. Đúng với những gì họ đã thể hiện trong cuộc đội đã được sâu ra ở trong ván đấu đầu tiên. Rõ ràng là FPT cũng sai, nhưng chúng ta cũng phải công nhận rằng ZZLine họ chớp cơ hội quá hay. Một cú bắt vào Huy Hoàng ở thời điểm giữa game đến từ Gray, nó đòi lại thế đánh.
Và thêm một lần nữa, khi mà cú gọi người đến từ Rui của FNTech Flash, nó vẫn để lại quá nhiều sự khó hiểu. Thì CT Lai lại dễ hiểu hơn rất nhiều. Đơn giản là trừng trị sai lầm và tiến đến chiến thắng mà thôi. Một lời khen lớn cho Hoàng TD và Gray ở trong những pha xử lý, lấy lại thế trận và quyết định trận đấu của mình. Nhưng cũng là một lời chê rất lớn dành cho FPT Flash. Họ lại có cái cúp đó là đánh như sách giáo khoa trong 8 phút đầu rồi. Họ lại có cái cúp đó là mất đi 5.000 tiền lợi thế chênh lệch chỉ trong vòng 2 phút rồi. Chả đội tuyển nào làm được như thế cả. Chả có cái đội tuyển nào mà đang đánh tự nhiên, đang sắp win đến nơi thì thua đến 5.000 tiền, tức là bị giãn cách lại, đang là 8.000 tiền, bây giờ còn có 2.500 tiền trong vòng đâu đó khoảng chỉ khoảng 2 phút. Có lẽ chỉ có TNT đánh với Talon thì chúng ta được chứng kiến một lần điều đó. Nhưng thực sự là FPT Flash đã để lại cho chúng ta những cái thứ khó hiểu. Và trong pha xử lý cuối cùng thì đúng là họ tự lừa chính mình, khởi động xe ra. Ăn gần xong. Ăn được một nửa. À, hơn nửa. Xong kéo người xuống cánh dưới. Khi đã hết lính. Chả thắng được. Đấy. Và cuối cùng thì để lại nguyên cái hang xe ra cho Hoàng TD. Thật sự khó hiểu với pha xử lý vừa rồi. Họ đã nói rằng là Poca vào đi thay cho bé chọc. Nhưng bây giờ có lẽ họ tìm ai rồi? Họ tìm Xuân Bách chăng? Bách thì đang phải đứng không ngồi được. Bách hay như thế nào đây? Còn đây là MVP ở trong game đấu vừa qua, Kuga. Với một con skirt, phải nói rằng là thi đấu bền bỉ, thi đấu nhẫn nhịn ở trong xuyên suốt thời điểm mà anh ta phải đối đầu với Sierra ở cánh dưới. Kuga được cái là phòng ngự tốt, mặc dù anh ta có thể mất máu nhưng lính thì không thể nhìn thấy mặt trụ. Thật ra tôi không đánh giá quá cao Kuga ở trong đoạn đầu trận, nhưng kể từ giai đoạn giữa trận trở đi thì Kuga đã làm rất tốt ở trong những nhịp giao tranh chung mà hình ảnh chúng ta muốn thấy đến từ Sierra, là một Sierra kiên cường và bền bỉ. Nhưng ở trong trận đấu này tôi đánh giá cao nỗ lực của Gray, của Hoàng TD, của Tama. Trong những pha can quét của mình thì Tama luôn để lại những ấn tượng phải nói rằng là cực kỳ đậm nét với con Arthur và Aya này. Trong khi đó thì những tình huống chí mạng đến từ Gray, với pha thủ nhà thành công, với pha thi đấu bắt được vị trí của Huy Hoàng, nó chính là điểm nhấn mà Gray mang lại ở trong ván thi đấu này để đem lại toàn bộ thế trận cho bên phía GG này. Rõ ràng là chỉ mỗi một người góp thêm một chút gia vị, thôi thì nó trở thành một bữa ăn thịnh soạn ở trong ván đấu đầu tiên dành cho GG Live. Gray cũng đã có một tình huống lên tiếng đúng thời điểm, mà Huy Hoàng mạnh nhất. Và có lẽ lúc đấy nếu như Huy Hoàng không lỗi thì gần như là trận đấu đã có thể nằm trong tầm kiểm soát rồi, nhưng không. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại những highlight của game đấu vừa qua trước khi đến với game đấu thứ hai. This is the battle of the greatest, only for the bravest, no place for the safest, winning is the spirit. I've been training, been sweating, yet all my feeling is coming, like the thunder is striking, got all my enemies over now. I have a vision, I'm on a mission, I'm in position, a rising champion. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại ngay với cuộc đối đầu quốc đội giữa quốc tế giữa đội tuyển FPT Flash và đội tuyển GG Live. Và đấu đầu tiên thực sự là ván đấu mà tôi cũng cảm thấy hơi lú một chút với hai cú thần vực cuối cùng của Boca, và ngay lập tức thì GG Live chớp cơ hội để có thể vươn lên dẫn trước.
tôi đọc được comment này rất hay anh Nam ạ. Đấy là điểm nhấn ở trong ván đấu đầu kia vừa qua, đấy là pha đọc quảng cáo rất mượt của anh Nam Sensei. Bởi vì trận đấu này có chất lượng chuyên môn phải đánh giá là hơi thấp. Khi mà GG Lai đã rơi vào một thế trận mà tôi nghĩ rằng là nếu như gặp một đội tuyển khác FPT Flash thì họ thua rồi. Có thể sẽ thua thật. Tôi nghĩ là họ thua rồi. Trong khi đó thì với FPT Flash thì nếu như mà đánh như thế này thì thực sự là tôi chưa thấy gì khác. Chưa thấy gì khác cả, vẫn là 8 phút đầu như vắt chanh. Đẩy, tôi nghĩ là đúng là đánh, nếu như mà trận đấu liên quân đánh kiểu gọi là thi nhau ai có lợi thế là 8 phút đầu là thắng ấy, thì FPT chắc cũng có cúp đến nơi đấy. Nhưng mà bây giờ đánh thế này thì chúng ta phải thực sự là phải nhìn nhận là FPT Flash phải đem lại cho ta một cái gì đó nó khác hơn đi. Một cái gì đó nó nhìn nó đúng là kiểu như kiểu là sau một tháng vừa qua họ thay đổi. Nhưng thực sự thì họ chưa thay đổi, họ chưa thay đổi gì nhiều so với lại cả thời gian trước đó. Đó là sự đáng tiếc mà họ đã để lại trong vô vàn những trận đấu rồi. Tôi vẫn thấy FPT Flash thiếu đi một cái sự chững chạc nào đấy, một cái sự bình tĩnh nào đó. Bởi ở trong nhiều trận đấu khi mà bình luận Sàng Tôm chẳng hạn, chỉ là SGP, One Star hay những đội tuyển hàng đầu nước ngoài khác, thì tôi thấy một điểm là trong những cái pha kiểu có lợi thế, kiểu Hayate đẩy lẻ một cái, con Skirt luôn luôn phải đi sau, thì thường người ta sẽ setup rất bình tĩnh, khoảng 3-4 tên lính cũng được và thật sự đẹp thì bắt đầu mới chơi. Còn Flash thì đến thời điểm đấy thì hay có cái kiểu là như kiểu chạy KPI ấy, sắp hết thời gian rồi, kiểu trong tai nghe phát lên tiếng là còn 5 phút bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, làm liều, ăn con sẽ ra liều, xong gọi thần vực liều, và cuối cùng thì họ xài, họ tự trả giá. Anh Nam ngày xưa là hay đi trên net còn 5 phút đúng còn không? 5 phút. đánh nhanh không mà bị hết tài khoản. Và rõ ràng là Flash ở trong cái trận đấu vừa qua nhá, cái cách mà họ có thể thắng được ở trong giữa trận vừa rồi thì ai cũng nhìn thấy được. Cầm một con 2AT đẩy lẻ vô đối trong trận này, không ai đỡ. Rồi thì cầm 8.000 tiền. Ok, đội hình không thắng, không phải là hơn hẳn khi mà đối phương có một Aya Arthur. Thật ra là có nhiều bạn nghĩ rằng là Arthur sợ 2AT, không đâu. Không hẳn. Arthur không sợ 2AT. Chỉ sợ nếu như mà trong trường hợp mà bị cô độc quá. Còn nếu như mà có nhiều người đồng đội ở bên cạnh thì không sợ một tí nào cả. Bởi vì là 2AT bắn không lại nổi, không hết được máu của Arthur đâu. Thế nên là với một cái thế trận mà gọi là tướng thì không hơn hẳn, nhưng mà hơn hẳn về thế trận. Hơn hẳn 8.000 tiền đến nơi, gần 8.000 tiền. Ở thời điểm đó lại còn đang là tơn đẩy xe ra. Đúng rồi. Thì ai cũng tin rằng là Flash có thể ăn tươi nuốt sống, ít nhất là trong hai tơn xe ra họ lấy từ 2 đến 3 đường lý siêu cấp của đối phương. Thì họ lăn đùng ra. Đúng là lăn đùng ra, 5.000 tiền bay đi. Có những thời điểm gọi là gỡ nhiều nhất là GG Line đã gỡ xuống chỉ còn thua 2.000 tiền. 2.000 tiền. Sau đó Timmy quay trở lại thì mới bắt đầu hồi lại dần một chút là lên 3.000 tiền. Chứ còn đến lúc thời điểm mà tốt nhất mà GG Line gỡ được đó là 2.000 tiền. Và họ làm điều đó cực kỳ nhanh. Sau đó thì tất nhiên rồi, thế trận trở về cò cưa như thế thì chúng ta cũng biết rồi, điểm mạnh nó thuộc về GG Line. Một đội tuyển ưa đánh phòng ngự phản công, một đội tuyển ưa đánh theo một thế cuối game như vậy, thì họ hiểu rằng ở trong một trận đấu gặp một đối thủ kỵ giờ thì họ cần phải quay trở lại với cái lối đánh kỵ giờ mà họ có. Rõ ràng là trong ván đấu vừa qua, một lối chơi quen thuộc phòng ngự phản công và chờ đợi sai lầm thì GG Line đã chờ đợi được. Còn FPT Flash thì vẫn mang cho mình một hình hài của những chàng trai mang có tính sốt ruột. Họ đánh rất vội, họ đánh rất vội. Đây mới chỉ là trận đấu đầu ngày thôi, và sau trận đấu này thì họ lại phải phó mặc cho số phận đến từ những lượt bốc thăm cơ. Nhưng họ vẫn đang rất vội vàng, rất vội vã. G-Line đã có lợi thế trong trận đấu đầu tiên, và bây giờ sẽ là thời điểm mà tôi nghĩ rằng G-Line tự tin, họ rất tự tin để có thể nghĩ đến ván đấu thứ hai. Còn FPT Flash phần nào đó tôi tin chắc rằng họ sẽ bị xuống tinh thần sau một ván có thể nói là thua ngược tương đối cay đắng. Bây giờ thì anh Bách sẽ phải làm gì đây? Đưa bé Trọng quay trở lại chăng? Bé Trọng. Hay là thôi phải đứng lên đi để anh ngồi vào. Cày lắm rồi. Thôi ta lại đứng dậy đốt. Nhưng mà nói thế thôi chứ Bách đánh Rui thì cũng loàng hoàng lắm. Bách đánh Rui cũng loàng hoàng lắm. FPT Flash con Rui này nó điểm trừ luôn. Thực ra là có một giai đoạn Poka đánh nó cũng hơi hiệu quả. Nhưng mà điểm suyết trong cái giai đoạn hơi hiệu quả đó vẫn có nhiều ván đánh Rui đáng tiếc. Bây giờ thì không có Rui để mà đánh nữa rồi. Và tôi nghĩ rằng ở trong trận 2 này thì khả năng cao sẽ là cấm. Lúc này thì sẽ là cấm Rui, bên một bên cấm Rui, một bên cấm Aya. Chứ họ cũng không liều mạng, họ thả ra nữa. Tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì nhỡ đâu mình thả mà người kia không thả, thế nên là họ sẽ theo tiền hướng là hai bên cùng cấm. Tôi nghĩ là như vậy. Một ván đấu thoải mái thì sau ván đấu thoải mái thì sẽ là một ván đấu kiểu cũng nặng nề. Lúc này thì Xuân Bách sẽ phải nghĩ sao đây? Chưa có dấu hiệu của sự thay người, chúng ta vẫn nhìn thấy nguyên dàn lay-up này. Rõ ràng là trong một BO3 mà để phải thay người thì đúng là hơi loạn thật về mặt đội hình. Bách sẽ phải tin tưởng vào năm chàng trai này. Rui vẫn luôn luôn là một điểm trừ từ không biết bao giờ rồi. Có lẽ là từ lúc mà con Rui bắt đầu được đem ra đường giữa thì đó là thời điểm mà bắt đầu con Rui là điểm trừ của FPT Flash, thì chưa bao giờ
họ có một đấu mượt mà ai với ai chất tướng này. Thầy ơi, thầy ơi, bị lộ thầy ơi. Lộ chiến thuật dày Murat. Thầy ơi, mình bị lộ thầy ơi. Thầy vẫn đang sâu cho chúng ta xem hết. Ở trên gọi là người ta gọi đây toàn là tính à? Người ta gọi đây là bí kíp, quyển sách bí kíp võ công của thầy. Thì thầy Oppa hôm nay cầm hơi lệch tay một trang thôi. Đó không sao. Ngày xưa thì anh xem phim trưởng kiểu như là anh học một trang thì anh hay bị tàu hỏa nhập ma. Chính ra là cả quyển đọc đến trang sau lại bảo là không cần phải làm cái hành động của trang trước cũng được. Trang trước là trang của lời chào đầu đấy. Thế nên là thôi, chắc là thầy cũng không quá quan trọng. Trong khi đó thì trận đấu này FPT Flash được chọn và họ chọn xanh cơ. Lần này thì Xuân Bách muốn xanh cơ. Điều Thuyền sẽ là lượt cấm cuối cùng ở trong phây đầu tiên. Ai da, gì lại cũng đã cấm. Flash chọn xanh, tôi nghĩ rằng bên sở trường hơn. Lúc này họ cần phải nghĩ đến chuyện là có ván cầm hòa. Nếu như không có cầm hòa thì cũng không thể đi tiếp được nữa ở trong ngày thi đấu hôm nay. Icky sẽ là sự lựa chọn đầu tiên đến từ FPT Flash. Một sự lựa chọn chất lượng mạnh mẽ và thuộc dạng là quen thuộc hơn rất nhiều dành cho Boca tại đường giữa. Còn GG lại hai sự lựa chọn tiếp theo, Richter còn đó. Nhưng bây giờ là Elsu với Erin. Elsu và Erin rất nhanh đến từ GG lại. Một cặp tướng mạnh, GG lại có vẻ muốn giải quyết trận đấu này với tỷ số là 2-0. Họ không hề muốn kéo sang ván thi đấu thứ 3. Và chúng ta sẽ cùng chờ quyết định đến từ bên phía của FPT Flash ở trong hai sự lựa chọn tiếp theo. Mặc dù vậy thì phải nói rằng là Erin và Elsu dạo gần đây không phải là quá tín đâu. Cặp đôi hai xạ thủ đã mất đi cái sự hiệu quả cực lớn của mình ở trong đoạn vừa qua rồi. Elsu, Erin đã được lấy về một cặp tấn công rỉa. Van Hên cũng đã được lựa chọn. Van Hên không thấy Helen đâu. Van Hên không có Helen mà bên kia lại có Richter nhìn rất đẹp. Thực sự có Richter sẽ ở slot thứ 3 này đúng là đẹp thật. Đến từ G-Line, trận 1 được chơi Skirt, trận 2 được chơi Richter. Hai con tướng thuộc dạng sở trường bậc nhất của Kuga. Mà thật ra trận vừa rồi Flash lấy Richter cũng hơi phí. Bởi vì tôi thấy con Richter trận vừa rồi khó cản đấy. Bởi vì là cái quan trọng là cái tuyến mất mid đúng không? Bên đấy. Họ là mất cái tuyến ở sau đầu ấy. Bởi vì là cái tuyến sau đến từ bên phía của GG Line, họ không cần thiết là họ phải kiểu là đứng ở một chỗ. Ví dụ như Phoenix chẳng hạn, lướt là xong. Hoặc là Kricknack là vồ vào rồi. Trong khi đó thì Tama và Aya là sồ thẳng vào đội hình của đối phương rồi. Nên con Richter trận vừa rồi hơi khó cản. Gặp Skirt với lại cả toàn những con như vậy thì tôi nghĩ rằng là cũng khó cản đấy, không dễ đâu. Trong khi đó thì ở trong trận này thì tôi nghĩ rằng là Richter sẽ có nhiều đất để chơi hơn so với lại cả trận đấu trước. Trận đấu trước là một trận mà Richter đánh thì đánh được thôi, nhưng mà ý tôi là một con như con Richter là hơi phí ở trong game trước. Còn bây giờ thì Richter khi được gặp những cái cặp như kiểu Van Hên hay là Icky thì đúng là càn vào rất sướng. Cứ càn vào thôi. Độ cơ động của hai chất tướng này kém. Trận đấu trước thì G-Line có một Phoenix có outplay. Đấy, còn càn ai nữa đâu. Hết rồi. Còn Aya thì ngồi lên đầu của Arthur, chỉ chống chịu khoảng 3% sát thương thôi. Nếu mà càn ngược lại nhá thì lại gặp Aya thơ. Đấy, và Skirt. Đấy, gặp ba ông đấy thì kể cả càn ngược lại là càn về chỗ Kricknack thì lại gặp ba ông đấy thì lại cũng không ổn. Thế là con Richter game trước nó bị phí thôi, tức là nó không thực sự hữu dụng lắm ở trong trận đấu trước. Trận đấu này thì Be muốn cầm Yena để đối đầu với Richter. Yena. Trong trận đấu này, trước đây thì chúng ta thấy có khá ít để cặp để đánh được tốt với Richter, nhưng mà dạo gần đây thì tôi thấy các tuyển thủ kỹ năng cao đang sử dụng những vị tướng rất là hiệu quả để đối đầu với Richter. Bot LB thì có Irie. Trong khi đó thì Chalot là sự lựa chọn của Nailiu. Đánh rất ghê. Trong khi đó thì Zip à? Zip Van Hên. Căng nhờ. Thế này là tiếp tục là pressing tầm cao rồi. Tiếp tục là lăn lồng lốc tốc biến này rồi. Nhiều khả năng hình hài ở trong ván đấu này đến từ FPT Flash là như vậy rồi đây. Một Yena di chuyển sớm và đóng vai trò kiểm soát giữa sông để con Zip này có thể hút đi và lăn đi nhanh. Chính ra trong trận này FPT Flash có con Helen ở trong slot 3 rất là đẹp. Nếu như nhưng mà đấy là phải họ phải vận hành hay từ đầu đến cuối cơ. Thì con Helen rất là đẹp, vừa chống được Elsu, đối phương lại không thể lựa chọn Ignis được nữa. Lúc đó thì chỉ còn ngại mỗi Ibernet của Tama, một con tướng thủ của Tama thôi. Nhưng mà FPT Flash có lẽ cũng rất ngại Ibernet của Tama thì phải. Thế nên là cuối cùng thì họ quyết định là để lại. Và cuối cùng họ cũng không có Helen, họ phải lấy Zip. Trong cái đó thì G-Line có Senel. Bể tướng của G-Line ổn quá nhở. Ổn đấy chứ, tôi thấy ổn đấy chứ. Bể tướng này kiểu họ cũng không sợ lắm những cái cú lăn vào bất ngờ ấy. Có Senel để có thể bổ trợ với Nakroth hoặc là cứu mạng trong những tình huống mà Zip lăn vào. Đặc biệt là Nakroth sẽ tự tin để solo với Kiera rất là nhiều. Đây là cái kèo quan trọng. Trong khi đó thì Senel và Richter cũng là một cặp. Thế nên là về cơ bản chất tướng của G-Line ổn đấy chứ. Hai vị tướng đầu tiên mạnh, ba vị tướng đầu tiên có độ kết hợp tốt và cũng là những chất tướng khá là meta. Trong khi đó thì với FPT Flash, tôi nghĩ rằng trận đấu này họ cũng có những sự liều lĩnh nhất định và buộc họ phải làm khá tốt
với Van Hên. Bởi vì nếu như trận đấu này mà Van Hên không làm tốt được thì tôi nghĩ rằng là Flash sẽ không có nhiều cánh để có thể chiến thắng được đâu, khi mà Senel sẽ luôn luôn thường trực. Đúng vậy. Và cái quan trọng là nhìn đội hình của G-Line thì cảm giác một cái sự điềm đạm. Họ có thể đánh điềm đạm được, cuối game mạnh và đánh phòng ngự phản công, thì với bể tướng có Senel thì nó luôn tạo ra sự bất ngờ với những tình huống sứ mệnh cứu thế. Còn đối với FPT Flash, đội hình này của họ về late game thì cũng không hẳn là yếu, nhưng điểm mạnh nhất của họ là đầu game. Nên kiểu gì thì kiểu FPT Flash khi đã sở hữu một đội hình kiểu như thế này, họ lại phải cố gắng mà chủ động thôi. Và liệu ổn không? Liệu có ổn không nếu tiếp tục cố gắng như vậy? Họ mạnh nhưng mà mạnh nửa vời ấy anh Nam ạ. Huy Hoàng thì thôi tôi tạm dịch lại, không phải là One Charm mà là Two Charm. Khi mà anh ta oánh đúng hai tướng, oánh 4 trận thì cũng đúng hai tướng rồi. Đó vẫn là Kiera dành cho Huy Hoàng. Trận đấu này cái vấn đề là FPT Flash mạnh nửa vời, Zip liệu có đủ hay? Bởi vì Senel khả năng phòng thủ khá ổn. Căng nhở. Nếu như mà nói là thua thì chắc là chỉ thua Evenet về cái khoản đép trụ thôi. Chứ còn Senel hoàn toàn là một chất tướng thiên thuần về việc là đép lại và giữ lại cánh rồng, sau đó phản công ở cánh còn lại cơ mà. Bây giờ Senel khi đã thay đổi ở đòn đánh nội tại thì việc Senel có thể phòng ngự từ xa nó còn tốt hơn nữa. Bây giờ chúng ta phải chờ đợi xem là liệu ở trong màn đấu này sự chủ động ngay từ đầu đến từ FPT có đạt được ý đồ họ mong muốn, hay sẽ lại là một sự thành công đến từ chiến thuật phòng ngự phản công và sự lì lợm của đội tuyển G-Line. Zip hút lính trận đầu giữa. Tiên. Cộng chiều 2 trước, hút lính trước. Hút lính rồi, khí thôn rồi. Và qua đó thì Vincent sẽ phải đi sau đôi chút. Nhưng mà liệu có phải là lợi thế dành cho họ hay không? Khi mà Iki cũng sẽ không thể nào mà đi lên quá cao được. Hút nhầm cái Iki. Thế này chúng ta không hít lính đường giữa à? Sao nó... lát hít được mỗi con. Sao nó thế nào ấy nhở? Ông lát hít được mỗi con. Xong nắp nó lại lớn lại hít được tân lính này luôn à? Rồi, nắp nó cả lại, cua. Nắp nó lại ăn được con cua luôn. Thế chả này, thấy lợi nào. Chưa thấy lợi nào, trông không được đi trước. Nhà mà thả cộng luôn chiều bột vào, xong rồi giải quyết tân lính, xong rồi đi xuống ăn con chim còn hơn. Cuối cùng mất cả chim, mất cả cua. Và đội bạn lại còn có thêm thời gian, GGLine lại có thêm thời gian kiểu như là hướng đến được việc hit chung tài nguyên. Nó cứ sao sao. Sao. Đúng là tôi đã bảo rồi mà, tôi đang đặt câu hỏi là liệu bây giờ chủ động thêm một lần nữa có được nào, không? Có đủ tự tin không? Được, tơ này thì là khá chiến thuật này. Huy Hoàng tiến cái này vào. Là bài của thầy Bách dạy này, đó là đỡ cho con lính để cho Hoàng Tên mất hai con lính này. Cái này thì khá là chiến thuật này. Cũng bài đấy, cái đấy là cũng bài đấy. Nói chung là cũng sách vở, sách giáo khoa. Anh vẫn bảo là 8 phút đầu mà FPT Flash là sách giáo khoa, hơi đầu lúc đầu hơi lỗi tí, bị tâm lý sau trận 1. G-Line thì đầu game thì cứ từ từ mà đánh thôi. Ôi, cuối game của họ chẳng gì phải bàn cả, cuối game mạnh, tôi phải dành từ là mạnh, đánh dễ, chủ lực khỏe, tự giữ vị trí rất là tốt. Và bây giờ thì họ xoay sang khu vực Khang Seja, thậm chí là muốn ganh vào bay chăng. Anh nhìn tiền của anh Nam. 4.8, 4.2. Tiền FPT Flash tưởng mạnh đầu trận nào, hút lính thế nào, chứ tiền FPT Flash thua 1.000 tiền rồi. Và đã mất đi cả điểm chính của đầu khi mà Bé đã nằm xuống sự có mặt của Gray. Và Bridget là sự khác biệt, cướp mùa xanh là ý định đến từ GGLine. Cũng cướp ngược. Nhưng FPT cũng đang làm điều đó. GGLine cướp được rồi. GGLine cũng đang làm điều đó là cướp ngược lại mùa xanh. Và sau đó về lại ăn lại con Seja, như vậy là lãi 1.000 tiền nguyên. GGLine quá là hợp lý. Một lối đánh phòng ngự phản công mà gặp đúng gọi là ông mà cần phải đánh lối đánh này. Nếu như đánh lối đánh này với Frankfurt thì có thể là họ sẽ đè đến nghẹt thở luôn. Nhưng nếu như đánh với Flash thì đây là lối đánh rất hợp lý của G-Line. Rõ ràng Flash là đội tuyển mà thực sự phải có được những nền tảng ngay từ đầu thì họ mới dễ dàng vận hành bài đánh của mình. Chứ chưa nói việc là đã có nền tảng xong lại còn lỗi nữa. Thì bây giờ mọi thứ đang là hơi nằm ngoài tầm kiểm soát một chút. Huy Hoàng sẽ cần phải có một sự tỏa sáng nào đó. Một cú combo và Tama hai nhịp. Nhưng không đau lắm, thậm chí là đã gặp nguy hiểm. Huy Hoàng bật lên sấy chiều cuối đến từ Bridget, bao trụ là ý định đến từ bên phía của Sierra. Được hay chưa đây? Chưa được, giáp trụ vẫn còn. FPT Flash vẫn còn một cơ hội, đó là Van Hên ở tầm giữa game. Van Hên ở giữa game có thể kiểm soát lại được trận đấu thì họ vẫn còn cơ hội, bởi vì thế snowball của Van Hên thường đến ở giữa game không phải đầu game. Sau khi mở được cái trụ đầu tiên thì sẽ bắt đầu là đất diễn của Van Hên mạnh tự nhiên. Quan trọng là họ sẽ làm điều đó như thế nào để mở được cái trụ đầu tiên ra. Khi mà trong giai đoạn sắp tới thì chắc chắn là Tama và Bridget sẽ chăm sóc cho Hoàng TD một cách nhiều nhất có thể. Tôi nghĩ rằng nếu như bây giờ cứ dí mãi vào đường dưới thì FPT nhiều khả năng có thể sẽ bị bất bại. Có thể sẽ một phương án hướng đến việc lăn thẳng ra đường giữa hay không đây. G-Line họ đang có những cái mắt ưng chạm thì cũng rất đẹp đến từ Hoàng TD. Hôm trước thì có một đội tuyển của Thái Lan, đó là One Set One Kill,
đã có một pha di chuyển rất hay trước đội tuyển của chúng ta, đó là One Star. Đó là tự nhiên thì Stewart xuất hiện ở cánh trên mang lại cùng với lại cả đấu sĩ đường trên. Đấy, tức là một pha xuất hiện cực kỳ bất ngờ đến từ Stewart. Không biết là Flash thì sao, Flash thì muốn lấy trụ lắm rồi. Và họ lấy được, họ sẽ lấy được thôi. Hôm nay thậm chí okay. Loằng ngoằng thế. Vẫn lấy được nhưng mà hơi loằng ngoằng thôi. Cũng phải cười thật đấy, cũng phải cười thật đấy. Có mỗi việc là anh giơ cái mồm ra thôi, sau đó thì là để cho Van Hên lấy trụ để đỡ được nhiều sát thương nhất có thể. Thì cuối cùng các ông mất nhiều máu gấp đôi so với thường lệ. Và đây là bé mất bằng xương, mất bằng xương. Bridget sấy quá rát với Nguyệt Quế của mình. Cặp Van Hên và Zip bắt đầu tiến ra đường giữa, nhưng Kuga đang cảnh giới và Gray là người bao đi cái trụ này rất dễ mà thôi. Hòa trụ luôn mà, hòa trụ luôn mà khi mà Bè đã bị thất thế trước Kuga, cùng với đặc biệt là Bridget. Bridget đang đánh tốt ở trong giai đoạn này. Sau trận đấu đầu tiên không được thể hiện kỹ năng khi phải cầm con bài Aya, thì ở trận đấu thứ hai này Bridget đang có những cú Nguyệt Quế cực kỳ đau, trong đó đường trên Gray đang múa. Gray vẫn còn nguyên sứ mệnh cứu thế nên đúng là Zutan không thể chơi được, không chơi được trong tình huống vừa rồi. Có Kira nữa thì may ra, nhưng chưa thể. Đến lúc này khi có được trụ đối diện thì bên phía Z-Line vẫn đang duy trì được mạch hơn tiền là 1.000, khoảng 1.000. Nhưng tôi nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại 1.000 tiền này chưa phải là một vấn đề lớn với Flash. Họ vẫn đang có một chiến tướng mạnh ở tầm này, đó là con Van Hên và Zip. Tuy nhiên thì họ đang bị một vấn đề, đó là họ chưa thể nào tạo được một lợi thế nào cả. Ui, sấy đau tốc biến luôn. Bixit đang quá hay trong những cú Nguyệt Quế của mình. Và phải nói rằng là CZLine mới đang là đội tuyển đi trước, trong khi đó thì sứ mệnh như thế giúp cho Kuga phòng thủ được trong pha thi đấu này. Tama tấn công lên lấy đi tốc biến của Zutan, truy thần lực lấy được hai người, sau đó tốc biến lùi về. Cú truy thần lực này thì nó hơi bị thừa, nó hơi bị thừa, mặc dù nó đẹp nhưng nó hơi thừa. Có lẽ là cũng chưa đủ thời gian để câu kéo cho Bridget tại đường giữa, sấy luôn cả Nguyệt Quế đến từ Bridget. Bán Hoàng viện chỉ kích trúng vào phần không phải là Huy Hoàng, Gray đến nhưng Huy Hoàng vẫn còn tam sắc quỷ để né đi cú gương mày quyết vừa rồi. Khi mà con Erin và con Yosu đang được đẩy ra đường giữa như này, áp lực sẽ là rất lớn với những cú cấu rỉa vô cả. Nửa cây thôi, lượng máu của Flash cảm giác là luôn luôn sẽ không thể đong đẩy để đẩy cùng với Zip và Van Hên. Gần 2.000 tiền rồi anh Nam ạ, gần 2.000 tiền rồi. Và cái quan trọng đó là ZZLive vẫn đang làm cho mọi thứ diễn ra, chứ phải là quá nhanh như thế. Cú lăn vào giữa người của đối phương đến từ vị trí của đó là Zutan. Sierra mất ngay tốc biến với cú lăn vào vừa rồi, lăn vào tấn công nhưng mất ngay tốc biến. 2-4, chưa thấy gì, chưa thấy gì. Cú lăn đúng là ship hai người vào gần như là chỗ chết nếu đánh tiếp, nếu đánh lâu. Chưa thấy gì đến từ Flan cả. Chưa thấy gì và cũng không thấy được sự khoa học đến từ cú lăn vừa rồi của Yutan. Trong cái đó thì chỉ cần như vậy, Zilai có lợi thế kiểm soát ngay mục tiêu. Mọi thứ nó cứ tự đến với Zilai vậy. Dành cho các fan hâm mộ của Flash thì ván này họ đánh tệ hơn rất nhiều về mặt thi đấu ở trong ván đấu đầu tiên. Chưa nói gì đến những lỗi lầm thì ở ván này thì ở giai đoạn khởi động, Flash đã đánh tệ đi rất nhiều, chính họ đã đánh tệ đi rất nhiều. Chưa nói đến cái hay của CZLine, đó là bình tĩnh. Thì lối đánh của Flash ở trong trận thi đấu thứ hai này chưa hay. Flash đang bị lộ và cảm giác cái cách chơi Zip và Van Hên này đang chưa có điều gì đặc biệt lắm. Đẩy thẳng một đường ở cánh trên này, không có hai người thôi á, nhưng không được. Rõ ràng như thế này là không nổi. Tôi nghĩ rằng là một nguyên nhân khiến cho cặp Van Hên Zip này luôn luôn chỉ có hai người là ở đường giữa, họ không thể nào đi trước được với Erin. Và kể cả có đi được thì lượng máu cũng không đủ nhiều, khi cái cú sấy và những cú ném kim quang của Bridget đang rất áp lực. Chưa kể là Hoàng TD cũng có thể góp mặt tại đường giữa với những cú viên chỉ kích. Hỏa bạo chỉ trúng cho mình con lính mà thôi, và vì vậy lượng máu của Bridget luôn luôn là đủ đầy. ZZLine đang làm mọi cách đúng như những gì mà họ cần. Chỉ cần họ không mắc sai lầm thôi thì họ đang làm rất tốt. Tuy nhiên thì cũng chưa thể khẳng định là ZZLine sẽ không mắc sai lầm, bởi vì trong trận đấu trước đây thì ZZLine cũng đã mắc phải một sai lầm trước Flashwood. Nhưng đó là trước một Flash khác cơ. Flash sói chớp ở thời điểm hiện tại được đánh giá cao hơn là chớp của Việt Nam khá nhiều. Trong khi đó thì ZZLine ở thời điểm này, mặc dù là họ không phải là một thực lực địa hình quá mạnh, nhưng được cái là họ đang đánh rất bất bình với người. Dù ta mất đi lăn lông lốc trong tình huống thiếu này, họ cảm giác ZZLine sẽ có một đội đánh có sự khoa học, có sự kỷ luật. Tuy nhiên thì trong cái lối vận hành từ nãy giờ của ZZLine đang hơi có một điểm khuyết thiếu, đó là Hoàng TD bắn viễn chỉ kích trượt hơi nhiều. Nó làm cho cái việc kiểu kết hợp Erin với Elsu ở đường giữa nó đang chưa bắc binh trong khoảng 2 phút gần đây. Bắn trượt khoảng đâu đó 5-6 viên liên tiếp rồi. Thực ra bây giờ là CZLine có thể đè được rồi. Có thể đè đúng. Tôi nghĩ rằng là có thể đè được. Nhưng cú bắn là tốt thì
7 viên rồi đấy nhá. Nhưng mà cái vấn đề là bắn trượt và trượt kiểu rất xa nhá. Ừ. Trượt theo cái kiểu đúng kiểu là ông ấy bắn để trách bác ấy. Bởi vì bây giờ cứ thử tưởng tượng nếu như một Kim Quang và một viên chi kích tìm thấy Boka chẳng hạn. Ừ. Thì cái cơ hội bào trụ của Z-Line là rất nhanh, nhưng 8 viên rồi, bây giờ tôi nhìn thấy một viên trúng nhưng Sierra lại có giáp. Cú trúng tiếp theo. Ừ. Chưa thể có trụ đường giữa ở thời điểm này dành cho đội tuyển Z-Line. Trong khi sẽ đó thì sẽ lấy trụ không cần lính đến từ bên phía Z-Line với lớp giáp của Tama. Thôi không sao, thật ra cái sai lầm của Hoàng Tê Lê vẫn đang có thể bù đắp được. Ừ. Bởi một thực lực đội hình tương đối đồng đều đến từ bên phía CZLine. Lúc này thì họ đang tiến bước khá vững chắc ở trong trận thi đấu này. Phút thi đấu thứ 9, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của CZLine. Còn FPT thì cơ hội vẫn còn, nhưng là cơ hội khi họ đánh hay hơn cơ, chứ không phải chỉ như thế này. Phải là một sự bất ngờ đến từ cặp Zip và Văn Hên. Tôi nghĩ rằng bây giờ Zip sẽ là người cần phải tạo ra sự bất ngờ. Huy Hoàng đang thua hai cấp độ với Nakrot, thế như vậy là chẳng cần đến xe neo thì Nakrot có thể solo kill được Kira rồi. Be thì đang chỉ có thể đép lính thôi. Ừ. Những viên chi kích vào những Kim Quang bắn ra rất khó chịu. Liệu họ có thể hy vọng gì đó vào một người chơi như là Be không? Ừ. Khi mà đối phương có đến hai xạ thủ. Ồ. Thì liệu có thể hy vọng một điều gì đó vào Be không? Đây là phút thi đấu thứ 10 và cũng là lúc mà chúng tôi cũng xin được gửi đến các bạn, đó là ở thời điểm hiện tại, vòng quay lên đến 80% tỷ lệ giảm giá sẽ có từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Vòng quay APL, quay luôn, quay ngay. Đó sẽ là vòng quay mà tôi nghĩ rằng là có cơ hội hơn dành cho các fan Flash ở thời điểm hiện tại để kỳ vọng vào. Khi ưu đãi nó lên tới 80% cơ mà. Đây là cú hút người đến từ Yutan, hút được hai người, lăn rồi. Nhưng cú lăn vừa rồi thì nó trúng ngay vào cái xác trụ ở đường giữa. Đau hết cả đầu. Chưa thấy điều gì cả đến từ cú lăn vừa qua. Ừ. Đột biến này nó chưa phải là đột biến u đầu đến từ vị như Zutan. Chưa thấy đột biến đâu, trong khi đó Bizit cứ nhìn thấy đối phương là xả ngay cho mình chiêu cuối. Bizit cứ xả chiêu rồi. Tầm này ai động vào Bizit chỉ có là động khiến cho đối phương lùi về. Ừ. Cứ nguyệt quế với lại cả chiêu cuối xả liên tục. Và trụ sẽ đến với Bizit trong những tình huống như vậy. Bè đã phải đầu tư đến hai món trang bị gây đam nên đúng là tầm này bè đối đầu với Bizit cũng đang khó. Mới bắt đầu Manya có những mảnh kháng phép đầu tiên. Vừa qua là một cú hỏa bạo tốt đến từ Boka. Vlad vẫn đang trực chờ một cơ hội phòng ngự phản công với cú lăn ra của Zip. Yutan đã có tốc biến, nhưng bây giờ thì có vẻ như Huy Hoàng đã bị bắt vào. Mất đi băng xương chỉ của Huy Hoàng rồi, tấn công vào Kuga. Kuga quá lực và cũng rất dễ để lùi đi mà thôi. Cảm giác chưa có cơ hội cho FPT Vlad nhỉ. Cái cảm giác là FPT không set up được để họ tạo ra sự bất ngờ ấy. Họ luôn luôn bị nhìn thấy. Và vì vậy cái cú lăn của Zip rõ ràng rồi, khi mà bổ trợ tốc biến của đối phương còn nguyên như thế này rất khó để bắt vào. Để mà nói thẳng là có bất ngờ chưa chắc đã bắt được. Bởi vì nên nhớ đối phương có xe neo. Có xe neo nữa. Thì chưa kể đến việc đó thì còn chưa thấy bất ngờ đâu cơ. Khi mà FPT Flash đang hơi bị hoang mang. Và trong bối cảnh mà Flash đang hoang mang như vậy thì Gray lại có thêm một cái trụ ở khu vực đường rồng trong tình huống thi đấu vừa qua. Và bây giờ là cả con Seja cũng đang nằm trong tầm tay của GG Live. Họ đã có rồng và họ chưa khởi động ngay con Seja này. Rất đông người của FPT đã lộ ở đứng dưới và đó là thời cơ. Đó là thời cơ cho GG Live, họ muốn set up để bắt người. Và vừa ăn con Seja này vừa dụ đối phương ra để bắt người trang này. Hoàng Tê Lê là một mình solo với con Seja. Ray cướp bùa xanh và bây giờ GG Live quay trở lại sở hữu một turn hai bùa ở thời điểm này. Thật ra là với tư cách của hai bình luận viên mà gọi là thiên về phân tích như tôi và anh Trần Nam thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy cái viễn cảnh này có lẽ là từ khi bàn pick diễn ra xong. Nhưng liệu ZZLine sẽ thể hiện như thế nào ở phần nửa sau của trận đấu? Họ có mắc phải một sai lầm nào đó hay không? Kuga. Còn thực sự thì mọi thứ đang đi theo đúng những diễn biến mà chúng ta có thể hình dung được về thế trận và trận đấu này có thể diễn ra khi mà FPT Flash có vẻ như là đang bị phong tỏa. Phong tỏa, họ bế tắc. Họ thật sự bế tắc. Yutan với tư cách là một nhạc trưởng kiến tạo thì đến lúc này anh ta cũng không thể nghĩ ra nổi những nốt nhạc để mình lăn đi đâu rồi. Úi giời. Anh ta chỉ biết kẻ một đường thẳng và trông chờ vào những cú tốc biến để nhảy bậc bắt được vào một ai đó. Tầm này nếu như đến cái thời điểm mà con Erin đã có băng xương và Hoàng TD mà có rau bệnh nữa thì có lẽ lúc đó Zip và Vane sẽ trở nên vô vọng hơn. Zilai bắt đầu ép vào đường giữa về với đại lộ xe già, một trụ nữa đã có và tổng là 6 trụ rồi dành cho GG Live. Thì lúc đó lời khuyên của tôi luôn đó là Zip đánh thủ luôn. Zip đánh thủ luôn. Và với việc Zip đánh thủ thì sẽ gặp vô vàn khó khăn khi đối phương là GG Live có đến đó là hai con bài cấu rỉa mạnh. Còn những vị tướng còn lại có thể tự chăm sóc cho nhau. Thì bên phía của GG Live hoàn toàn có thể ép vào những trụ đường lính siêu cấp bằng những pha cấu rỉa. Nào. Đây. Một cú lăn ra. Xong. Chưa thấy gì. Chưa thấy gì. Lăn hơi sâu nha. Và cú băng vào đến tù Kuga của Mitsubishi có thể là khá đẹp rồi. FPT vẫn rồng rắn nhau về được nhưng họ mất trụ đường giữa.
một cú lăn để mất trụ đường giữa đến từ FPT Flash. Mỗi lần mà Zutan lăn xong tôi thấy thật sự luôn là hài Tết đến hơi sớm. Chưa thấy một cái hy vọng rào sau những cú lăn của Zutan cả. Lính đường giữa đang tràn vào, lăn xuống đường dưới một cách khá vô vọng. GG Light cứ loại lùi toàn bộ đội hình về là xong. Là đơn giản, rất đơn giản. Đến thời điểm Elsu có cái giao mệnh, đúng là chẳng có thể bắt được nữa. Lúc đó Zip đánh thủ thì như thế nào đây? Lúc này thì tôi nghĩ rằng là bên phía của FPT Flash ước gì trong đội hình của mình có một ngộ không anh Nam ạ. Một ngộ không. Và nó cũng liên quan đến một trang phục mà ngộ không đã xuất hiện rồi. Đó là Tề Thiên Võ Thánh. Các bạn sẽ có thể sở hữu trang phục SS Premium hữu hạn này với giá 799 con đùi từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Bởi vì nếu như có một ngộ không ở trong trận thi đấu này thì biết đâu họ có thể đập gãy hai AD mà chưa kịp bật cả băng xương. Đúng không ạ? Hai gậy. Một cú lăn tốt thì chỉ cần một tình huống thực sự luôn là ngộ không đập được ba gậy thật đẹp thì có lẽ một người cũng sẽ phải đập lại ngay nếu như đó là chủ lực. Nhưng không, không. Chẳng có ngộ không nào ở đây cả. Sẽ vẫn chỉ là một bộ đội hình vẫn đang phải đánh thủ một cách tương đối bị động với FPT Flash. Bây giờ thì họ không thể thủ ở nhà nữa rồi. Họ phải bước dần ra hàng xe ra và hy vọng vào một pha xử lý chính xác. Trong khi đó thì cú hỏa bạo vừa rồi được né đi một cách đơn giản đến từ Brigitte và Hoàng Tê. Không có nhiều góc để cho Boca có thể ném được cú hỏa bạo mắc pinh. Thì mà cả Erin lẫn Elsu đều có những chiêu lướt nhất định. Lính đường dưới đang được kê đến từ Huy Hoàng. Còn Zilai bắt đầu hội quân lên cánh trên này rồi. Xe ra bạo chúa sẽ là điểm đến. Và đây hoàn toàn có thể là mục tiêu kết thúc đi cả ván đấu này. Còn mùa xanh thì sao đây? Được ăn đến từ Boca. Một sự cần thiết dành cho những cú hỏa bạo được hồi chiêu nhanh đến từ Boca. Nhưng hãy cùng nhìn xem sự khác biệt giữa Zilai và FPT Flash. Chúng ta thấy một sự bình tĩnh ở trong một thế có lợi của Zilai nó khác như thế nào với cái phong cách đánh theo kiểu hấp tấp của đội tuyển tia chớp cảm ở trong game đấu đầu tiên. Zilai đang rất bình tĩnh điều lấy cả đường dưới. Bởi vì đơn giản là họ có ba cái mắt mà. Ba cái mắt này tạo nên những vòng tròn phải nói là vô cùng thuận lợi dành cho BBC Zilai. Bè, có lẽ trong những cái tình huống ngặt nghèo đến như thế này khi mà Zutan đang tỏ ra hơi bất lực thì người ta sẽ nhìn đến Bè để xem Bè có làm được một điều gì đó cho đội tuyển của mình hay không. Nhưng không hề dễ cho Bè trong trận đấu này. Vậy. Khi mà đã có băng xương được lên đến từ Brigitte và cái giáp hộ mệnh cũng đã có cái giáp hộ mệnh đầu tiên đến từ GG Lai trong tay của Gray. Và còn cả một sứ mệnh cứu thế nữa, đúng với cái tên luôn. Có thể khiến cho Bè không combo được ngay đâu. Một hỏa bạo tốt nhưng đây là Bè. Bắt được Hoàng Tê với một góc đứng rất nguy hiểm vừa rồi rồi. Hút được ba người. Zutan lăng vào, hất tung được Brigitte. Brigitte nằm xuống. Kuga cũng đã gặp nguy hiểm. Kuga cũng nằm. Và đây là sự tỏa sáng đến từ Captain Bè. Gray muốn bách to. Lính đang vào rất nhanh. Gray bắt đầu sẽ chém chu trước trận. Gray làm gì đây? Gray, Gray chém chu kịp hay không? Gray mất giọng mình. Tỉnh lại, đổi được sáng gì? Đổi được sáng gì? Vẫn kịp chém chu và đó là 2-0 cho GG Lai rồi. Tôi đang định xin lỗi GG Lai vì tôi nói về Bè. Bởi vì dạo này cái mồm của tôi hơi thiêng nhưng Gray đã trả đủ trong pha xử lý vừa rồi. Cực kỳ kịp thời và FPT Flash không có được cho mình một chút cảm nhận nào. Chỉ khi mà Gray xuất hiện thì họ mới cảm nhận được rằng đó là một pha bách đỏ. Chỉ khi Gray xuất hiện ở cánh giữa thì Flash mới bắt đầu biến về và người đầu tiên cũng là Bè. Bè đã làm hết sức mình rồi. Gray đau tim rồi nhưng anh ta thành công. Nếu anh ta thất bại của nó có thể là một trận thua. Bởi đối phương có Zip và có thể có xe ra bao chúa. Nhưng Gray thành công rồi. Tôi nghĩ rằng là kể cả trong tình huống đó Gray không thành công đi chắc nữa thì cũng không thể trách được. Nhưng nếu như anh ta thành công thì đúng là ngày hôm nay người hùng gọi tên Gray đến từ GG Lai của Bách Đo quá thông minh. Phải nói rằng là như vậy ta mà cũng đủ quái để cản Flash biến về một nhịp. Tôi dành một lời trách cho FPT Flash cũng là một phần. Vì thực sự họ đã nhìn ra điều đó quá muộn. Sau khi giao tranh diễn ra xong họ không hề để ý đến tâm lý đường giữa đã bị giải quyết hết. Họ không hề nghĩ rằng là Gray có thể thoát xuống đường giữa một chút nào. Và đến khi mà Bè nhận ra thì anh ta mặc dù vẫn là người nhận ra sớm nhất đến từ FPT Flash nhưng là không đủ. Không đủ. Nhẽ ra phải có hai người cùng thời điểm của Bè. Và đây là MVP của ván đấu này. KDA chỉ là 1-1-0 đến từ vị trí Brigitte thôi. 7.4 ạ. À. Có lẽ đây là cái điểm MVP mà tôi nhìn thấy thấp nhất từ sự nghiệp lúc bắt đầu bình luận đến giờ. Đây là 100% tỷ lệ tham gia giao tranh. 46% sát thương đến từ con Erin đường giữa của Brigitte. Chơi game một mạng. Đó là chơi game một mạng đến từ bên phía GG này. Nhưng một mạng này có ý nghĩa hoàn toàn khác.
khi thực sự thì một mạng này nó mang ý nghĩa kiểm soát cực kỳ lớn đến từ GG lại. Trong khi đó thì tôi cũng phải dành một sự đáng tiếc cho duy nhất một mình, có lẽ là Bè thôi. Bè, có lẽ chỉ có một sự đáng tiếc duy nhất cho Bè thôi, bởi anh ta vẫn là người làm tốt nhất ở trong cả hai công việc, đó là biến về và đó là tạo được đột biến. Nhưng anh ta là quá ít ỏi khi mà tình huống tấn công hợp lý duy nhất của anh ta thực sự đã mang lại một điểm nhấn lớn, thì FPT Flash lại không thể cảm nhận được pha dắt lính đường giữa vừa rồi vào đến từ Gray. Một tình huống lặng lẽ đến từ Gray. Nếu như chỉ nhìn vào thông số 23.000 sát thương cùng với 24.000 chống chịu như thế này, có lẽ người ta sẽ không thể tưởng tượng được cái cú backdoor của Gray là hay và quái đến như thế nào. Và như vậy Zilai sẽ chính thức bước lên nhánh một đều về mặt kết quả thi đấu. Còn trong khi đó FPT Flash 0-2 rồi. Một trận đấu nữa, họ sẽ về nước sớm ở trong mùa giải năm nay. Cái bắt tay đến từ những người chiến thắng GG lại trước kẻ thua cuộc FPT Flash. Một lần nữa thì tôi đã nhìn lại tình huống thi đấu vừa rồi. Huy Hoàng là người xuất hiện gần nhất ở đường giữa, nhưng Huy Hoàng hoàn toàn bỏ qua tân lính để đến với giao tranh. Và sau đó thì họ cũng không về ngay. Họ tiếp tục muốn tấn công khi mà nhìn thấy tân lính đường giữa chưa có ai động vào. Đến khi người đây xuất hiện ở đường giữa thì mọi thứ đã muộn rồi. Mọi thứ đã quá muộn màng rồi đến từ bên phía của FPT Flash. Và thực sự thì mặc dù đã rất nhanh tay biến về, nhưng một mình Bè là quá ít rồi. Nếu như pha điều đó có nhiều choáng và hiệu ứng cùng thời điểm đó hơn, thì may ra FPT Flash mới có thể cản được Gray đánh trụ. Nhưng Gray đã đủ hay. Một pha xử lý bình tĩnh của Gray ở trong một thời khắc quan trọng. Bởi nếu như mà kiểu như kiểu run tay không lên được liền thì hỏng đấy. Hỏng đấy. Đây là tình huống thi đấu đó. Bè đã rất hay, một góc luồn ra mà tôi nghĩ rằng là cực kỳ khó nhưng anh ta vẫn làm được. Tôi vừa mới nói xong đó là những cái lúc như này thì khi chúng ta đã thất bại như này thì lúc chỉ có thể hy vọng vào Bè rồi. Đây, đây Gray vẫn đang ở đây và có lẽ chính biết việc mà Gray vẫn đang ở nhịp đầu với giao tranh. Nó làm cho FPT Flash bắt đầu đến khi Gray xuất hiện ở đường giữa thì Flash mới nhận ra Bè đã kịp biến về. Bè đã đá được cái dao của mạnh của Gray. Gray lên liềm hay chưa? Tôi cảm nhận Gray hình như còn chưa mua liềm. À không, có đã mua rồi. Cái ứng. Tuy nhiên khi xem lại tình huống thủ nhà vừa rồi thì tôi lại có một chút nào đó là thấy Bè hơi sai. Bởi vì cái nhịp hất tung của Bè phải là vào Gray, không phải là vào tân lính. Bè lại sử dụng một nhịp tụ nguyệt chạm cho tân lính. Nhẽ ra anh nên ta nên dùng cái nhịp tụ nguyệt chạm đầu tiên cho chính Gray, bởi nếu Gray bị choáng thì không có ai đánh trụ cả. Nhưng cái tên tụ nguyệt chạm đó đầu tiên anh ta lại dùng vào tân lính ở trong pha xử lý cuối cùng của mình vừa rồi. Nó là sự luống cuống. Và FPT Flash đã phải trải qua nhiều lần những cái sự luống cuống như vậy rồi. Trong cả tấn công lẫn phòng thủ thì họ đều phải trải qua những cái sự luống cuống như vậy rồi. Và Gray đúng là đau tim thật. Gray backdoor xong pha đấy, Gray đau tim thật. Bởi vì chỉ cần backdoor lỗi thôi thì thua luôn. Thua luôn. Nhưng tôi nghĩ rằng là đấy, một lần nữa tôi nói lại là kể cả có không thành công trong pha đó thì Gray cũng không thể trách Gray được, bởi vì Gray cũng đã chọn ra một con đường và nó là sáng. Nên nhớ đối phương có zip. Mặc dù đội hình của bên phía GG Line là mạnh, nhưng khi mà họ mất đi nhiều người đến như vậy mà đối phương có zip lại có được cho mình toàn bộ cái thế chủ động sau khi ăn được con Seiza. Bởi vì pha thi đấu vừa rồi chắc là không can thiệp được hai Seiza nữa. Đồng ý. Thì nếu như không can thiệp được hai Seiza nữa thì Flash sẽ thoải mái đẩy đường, có zip để hút lính để làm sao cho ba đường tối ưu. Và khi đó thì họ hoàn toàn có thể lăn lính vào thẳng nhà chính của đối phương. Van Hên, Kiera, tôi nghĩ chỉ đâu đó khoảng 2 giây là hết trụ. Thế nên là chắc chắn là bên phía CGI không thể để cái viễn cảnh là đối phương dắt xe ra vào nhà được. Họ đã chọn ra một con đường máu tốt đến từ Gray. Hiếm khi thấy Gray lại có thể chọn ra những con đường nó sáng như vậy. Một có lẽ là một phản ứng gần như là ngay tức thì khi mà Elsu của Hoàng Tây bị bắt thì Gray out giao tranh và anh ta lựa chọn luôn là đẩy đường. Tôi thì lại không đồng ý, bởi vì trước đây Gray đã từng có một pha lựa chọn sáng như vậy và anh ta để lại 400 máu nhà chính. Đó là Sài Gòn Phantom. Với Sài Gòn Phantom thì họ lại vẫn thủ nhà được. Nhưng với FPT Flash thì nói chung là cái sự đáng tiếc ấy, nó sẽ luôn luôn đi cùng với đội tuyển này trong mọi trận đấu. Chúng ta đã thấy là đánh 4 trận đấu rồi, ván nào cũng có cơ hội thắng. Thế mới tài. Tức là Flash đánh tất cả 4 ván đều có những pha xử lý có thể thắng được, nhưng đều thua. Và đó sẽ là sự nuối tiếc, sự đáng tiếc đến từ FPT Flash. Nhưng ở phía bên kia chiến tuyến, đó chính là sự hãnh diện, cùng với đó là niềm vui dành cho GG Live. Còn bây giờ các bạn sẽ cùng nhau đến với phỏng vấn sau trận đấu để xem GG Live nói gì. ก็เป็นทางฝั่งของ GG Live ค่ะที่สามารถเอาชนะมาได้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับตัวแทนของ GG Live แล้วค่ะให้เขาแนะนำตัวก่อนเลยค่ะเริ่มมาจากพี่ล่ามเลยค่ะสวัสดีครับชื่อพอเตอร์นะครับวันนี้เป็นล่ามให้กับ GGL ครับเหมือนยี่เถียวบางทางเหมือนมุกจุ๊บเนี้ย Hello mọi người mình là Gray đến từ đội tuyển CL สวัสดีครับผมชื่อเกรย์ครับมาจาก GGL ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่สามารถเอาชนะมาได้แล้วตอนนี้
Mình đang cảm thấy như thế nào sau khi mà mình đã chiến thắng được? Mình cảm thấy rất là vui và có thể được đi tiếp vào vòng sau nữa. Rất là đi chạy mạc khi สามารถ khao lọp đai khắp. ตอนนี้ GG Live นับ1เรียบร้อยแล้วนะคะในเกมแรกถามนิดนึงว่าทำไมเราถึงเลือกปล่อยแบนลูอีและให้เขาหยิบไปเล่นคู่กับเอลันดอร์คะก็บอกก็หอยล่ะ tại sao game đầu tiên mình lại không cấm Rui và để cho bên FPT Flash có được bộ đội hình mạnh với Elendor và Rui? Thì bọn mình đã nghiên cứu kỹ rất là Flash rất là kỹ, bọn mình quyết định thả Aya và Rui để có thể được một trong hai. มีการเรียนเกี่ยวกับFast Whoopหลายรอบแล้วครับรู้ว่าเขาวิธีเล่นเขาเป็นยังไงก็เลยมีการปล่อยรูอีไว้เพื่อที่จะได้อายาซึ่งเป็นพิกที่ดีเหมือนกันครับตอนนี้แฟนๆของ AOG ก็ค่อนข้างที่จะห่วงแบบทีมของ AOG ในรอบ Swiss Stage ค่อนข้างจะมากเราได้เรียนรู้อะไรคะจากการพ่ายแพ้แฟตบูไปในแมตช์ที่แล้ว Hiện tại thì các fan hâm mộ của AOG cũng đã khá lo lắng cho các đội của AOG ở vòng Swiss này thì team GGL đã rút ra được bài học gì sau trận thua trước Fast Wolf? Bọn mình đã rút được bài học ra là phải tự tin và cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa. ต้องมั่นใจแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้ดีกว่าดีครับคิดว่าวันนี้อะไรเป็นเหตุผลหลักที่เราสามารถเอาชนะ FPT Fat มาได้คะเหมือนกับตอนแรกเนี่ยแอบแบบในเกมแรกแอบตามเขานิดนึงแต่ว่าก็พลิกกลับมาเอาชนะได้คิดว่าเป็นเพราะอะไรคะBạn nghĩ điều gì đã làm cho GGL chiến thắng được trong hôm nay? Giống như là game đầu tiên thì có vẻ là đang thua thế nhưng mà cuối cùng lại chiến thắng được. Tụi em ngày hôm nay đã tự tin, chuẩn bị kỹ và một tinh thần thoải mái. วันนี้พวกผมก็มั่นใจเตรียมตัวมาดีแล้วก็รู้สึกสบายใจมากเลยครับวันนี้นี่สบายใจมากเลยนะคะเรามาดูช็อตนะคะเอาเพลย์ดีกว่านะคะตอนนี้เดี๋ยวให้ทางทีมงานนะคะเปิดให้ดูช็อตคลิกแน็กหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจังหวะนั้นคิดอะไรอยู่คะทำไมถึงตัดสินใจทำแบบนั้นแล้วก็ให้คะแนนตัวเองหน่อยค่ะโอเคมันให้เซมช็อตไหนมามันให้จอมันซีนี้ของมันเป็นกับช็อตไหนว่าจอมันจะมองอยู่เดี๋ยวกับช็อตไหนThì em nghĩ pha này được chỉ được 5 điểm thôi. Vâng. Khi qua sạc nghỉ đây khá 5 cái nền khắp. Hả? Bên pha loại hả? Có lý do gì không? Em nghĩ pha này em nghĩ là nhiều người cũng có thể làm được. Khi qua sạc nghỉ คนใครก็สามารถทำได้ครับก็ยังเป็นช็อตที่แบบว่ารู้สึกว่าทำได้ดีกว่านี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังต้องเป็นสิ่งที่แบบใครก็ทำได้นะคะโอเคคิดว่าตอนนี้ GG Live Form กลับมาดีขึ้นแล้วหรือยังคะBạn có nghĩ là GGL đã trở lại cái phiên bản mạnh nhất của mình hay chưa? Em thì mình nghĩ là chưa, tại vì bọn mình cần phải khắc phục thêm một vài điểm nữa. คิดว่ายังครับเพราะว่ามีหลายอย่างยังต้องแก้ไขมีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขฝากไอถึงแฟนๆหน่อยค่ะแฟนๆ AOG ที่ดูอยู่ตอนนี้hiện tại mình có gì muốn gửi gắm với fan hâm mộ của AOG không? Bọn mình và cả AOG phải sẽ cố gắng hết sức để có thể vào vòng trong. Phúc Hùng là có AOG sẽ phải dày dặn đi đi thứ sụt, vừa thì sẽ khao lọp đai khắp. นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะคะจากเกรย์ใน GG Live นั่นเองค่ะและเกมการแข่งขันคู่ต่อไปนะคะทีมเบคอนไทม์ค่ะจะมาเจอกับคาเทวันทีมนะคะใครที่เป็นแฟนทีมไหนนะคะก็ห้ามพลาดเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันในเกมการแข่งขันคู่ต่อไปค่ะ